Người niệm ta xa nhé, ta xa ba lần. Nam mô ta xa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô ta xa bhagavato sammasambuddhassa. Nam mô ta xa bhagavato Arahato sammasambuddhassa. Nay sư giảng bài pháp có chủ đề là pháp hành thiền tứ vô lượng tâm. Thì trong các cái pháp hành thiền hay là các cái đề mục mà mình tu tập về tâm, về thực hành thiền định, thì có một cái pháp tu tập về tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm có nghĩa là bốn cái pháp tu mà mình có thể mở rộng cái tâm. Cái tâm nó có thể rộng lớn đến đến vô giới hạn, tức là nó có thể rộng lớn đến vô lượng vô biên chúng sinh. Thì đây là một cái pháp tu sẽ làm cho mình tăng trưởng nên cái tâm từ ái, cái tâm từ bi bác ái, và nó cũng là một cái pháp tu mà nó đối trị lại với lại cái tâm sân hận. Thì bởi vì trong cuộc sống mình sẽ có rất là nhiều khi khởi lên những cái sân hận, mà trong cuộc sống nếu mà con người sống với nhau mà sống với nhau bằng cái tâm sân hận đi thì sẽ gây khổ đau cho nhau, gây khổ đau cho nhau ở đời này và nhiều đời nhiều kiếp về sau. Những cái nỗi khổ ở trên cuộc đời như là mình thường gặp như là chiến tranh. Nếu mà ai mà sinh ra gặp vào những cái thời mà có chiến tranh loạn lạc, người người tàn sát lẫn nhau, thì cái lúc đấy mình thấy cái lòng sân hận của con người nó rất là mạnh. Thì cái đấy nó là cái quả của cái ác nghiệp về cái tâm sân mà mình đã tạo ở đời trước. Thế đời này mình gặp những cái oan trái hận thù với nhau thì nó lại gieo cái nhân oan trái hận thù và chiến tranh tàn sát lẫn nhau ở trong đời tương lai. Cứ như vậy mà oan oan tương báo và oan oan chất chồng. Hay là giữa người với người cũng thường có những cái sự oan trái và tìm những cái ác ý và muốn làm hại nhau, cũng là do cái tâm sân hận ở con người. Thế thì những người Phật tử luôn luôn mong cầu cho là thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Mình sẽ thấy rất là nhiều người mong cầu như thế, mong cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Thì nếu như mà muốn cho thế giới này được hòa bình thì phải thì tất cả cá nhân, cá thể hay là tất cả các cái thành viên sống trong thế giới này phải hành cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả này, thì lúc đấy thì mới có thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc được. Chứ còn mình cứ mong cầu nguyện cầu suông ấy thì cái tâm từ nó chỉ khởi lên ở bản thân mình thôi, còn ở cái tâm sân ở những chúng sinh nó không diệt trừ được nên là vẫn oan trái, vẫn tàn sát lẫn nhau. Thế cũng cái tâm sân đấy sẽ khiến cho con người ta khi chết phải đọa vào những cái đọa xứ như địa ngục, phải đọa vào những cái cõi khổ đau như là súc sinh, làm các cái loài mà bất thiện hay có cái tâm sân mạnh như là loài rắn rết hay là cái loài mãng xà hay là cái loài hổ báo, gấu sư tử. Đây là những cái loài mà có cái tâm sân nó rất là mạnh. Thế ở trên cái đời này mình thấy sinh ra cũng có những người có cái tâm sân cũng rất là mạnh. Đó là những cái người mà người ta ở trong cái đời quá khứ người ta từng sinh vào các cái loài hổ báo sư tử hay là mãng xà rắn rết, thì bây giờ người ta sinh lại cái tập khí về tâm sân nó vẫn rất là mạnh. Nếu ai mà sống gần những cái người mà có cái tâm sân hận, giận hờn, thì cái người đấy sẽ rất là khổ. Cái tâm sân nó sẽ làm cho bản thân của người có cái tâm sân đấy khổ, và người ta cũng hay làm khổ những cái người khác.
Đây, gọi là sống làm khổ mình, làm khổ người cũng vì cái sân hận. Mình sống trong một cái gia đình nào mà nhiều người sân hận thì sẽ thấy cái gia đình đó rất là bất hạnh, khổ đau. Ở một cái làng xã nào mà có nhiều cái sân hận thì họ cũng hay hay hành hạ lẫn nhau, gây oan trái với nhau. Thì khi nào mà cái pháp tứ vô lượng tâm mà được tu tập phổ cập ở trong nhân gian thì lúc đấy thì thế gian này mới được an vui, mới hết cái nỗi khổ đau được. Và cái pháp thiền về tứ vô lượng tâm này thì Đức Phật cũng giảng dạy rất là nhiều. Nhất nhất là đối với những người Phật tử tại gia mình còn sống ở trong xã hội tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau, mà cái người nào mà biết cái cách tu tập về thiền từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm này ấy, thì sẽ thì đó sẽ là một cái pháp bảo vệ mình, hay là cái pháp thiền bảo hộ. Pháp thiền tứ vô lượng tâm này cũng là một pháp thiền bảo hộ, nó sẽ bảo vệ cho mình tránh được những cái nguy hiểm ở bên trong và bên ngoài. Cái thiền này nó sẽ làm cho mình tránh được những cái sân hận ở trong mình nó bộc phát, thì nó sẽ làm cho mình gặp rất nhiều bất lợi. Nếu như cái người nào mà có cái tâm sân hận nó mạnh, sẽ luôn luôn xung đột với những người ở xung quanh, và mình sống ở đâu mình cũng gây oan trái với mọi người, và mọi người người ta sẽ oan trái lại với mình. Mình mà gây gây hấn với mọi người thì người khác người ta gây hấn lại mình. Và sống ở đâu mình cũng sẽ bất an, sẽ gặp những nguy hiểm, sẽ gặp những khổ đau. Và cái tâm sân hận nó sẽ gặp những cái nguy hiểm ở bên ngoài. Đó là hai cái người sân mà gặp nhau thì nó rất là dễ chiêu cảm cái ác nghiệp, và nó rất dễ tạo ra những cái hành động bất thiện với nhau, sẽ làm hại nhau. Vì thế nên là có cả những cái chúng sinh, những cái loài độc xà rắn rết ấy. Nếu mà nó mà gặp những cái người mà có từ tâm thì nó cũng không làm hại, mà nó gặp những người sân tâm thì nó cũng hay làm hại. Như là thời xưa khi mà có một vị tỳ kheo bị một cái con đang 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 trẻ củi thì bị một con rắn nó ở trong cái cây tre mục nó bò ra và nó cắn vào tay vị đấy và vị đó chết. Thì lúc đấy Đức Phật nói các tỳ kheo rằng nếu như cái vị tỳ kheo đấy mà thực hành thiền tâm từ hay rải tâm từ đến vua các cái loài rắn ấy, thì vị đó đã không bị rắn cắn chết. Vậy nên là Đức Phật có dạy cái bài kinh Khanh Đa về tụng hàng ngày, đó là rải tâm từ đến những cái loài rắn. Hay là mình sống ở đâu mình rải tâm từ đến những cái chúng sinh ở đấy, thì những người ở xung quanh, những phi nhân ở xung quanh và những cái loài ác thú ở xung quanh nó sẽ không làm hại mình. Còn nếu như mình không có cái tâm từ, mình sống ở đâu có thể là bị những người khác người ta làm hại, bị những phi nhân quỷ thần ác người ta làm hại, bị những cái loài độc xà hay là những cái loài ác thú người ta làm hại. Còn nếu mà mình có cái pháp từ tâm nó sẽ bảo vệ mình sẽ tránh khỏi những cái nguy hại như vậy. Đấy, vì lý do như thế cho nên là mình nên thực hành cái pháp tứ vô lượng tâm này. Thì tứ vô lượng tâm có nghĩa là bốn bốn cái pháp mà cái tâm của mình nó có thể trở nên rộng lớn, bao la. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Thì cái cách mà để mình tu tập hay là để mình thực hành cái pháp tứ vô lượng tâm này, thì đó là có hai hạng người mà tu tập cái pháp này. Thứ nhất là một người sơ cơ chưa có đắc các cái pháp thiền nào, và thứ hai là một người đã đắc thiền rồi. Cái người mà ví dụ như đã thực hành thiền hơi thở, chứng đắc đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hơi thở rồi, thì chuyển sang hành cái thiền tâm từ bộ bi hỷ xả này rất là dễ dàng. Thì đó chỉ cần nhập vào tứ thiền, sau đó mở rộng cái ánh sáng ra, hướng đến chúng sinh, lấy một cái người nào đấy làm đối tượng mà và thực hành thiền tâm từ, thì chỉ trong một thời thiền vị đó sẽ đắc được cái thiền an chỉ của tâm từ ngay lập tức. Và sau đó vị đó mở rộng cái thiền tâm từ đến người thường, người ghét, và mở rộng đến tất cả chúng sinh, từ gần đến xa, đến khắp vũ trụ bao la. Đấy là cái người mà đã đắc thiền hơi thở rồi thì hành thiền tâm từ nó dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng như vậy.
Nhưng với một cái người mà sơ cơ mình chưa có hành đắc được cái thiền gì, bây giờ bắt đầu mới hành thiền tâm từ thì nó cũng là một pháp tu, nó cũng rất là khó khăn, giống như là mình đang tập thiền hơi thở vậy. Thế thì cái hành thiền tâm từ này thì thứ nhất là mình phải chọn những đối tượng thích hợp và tránh những đối tượng không thích hợp. Cái thiền hơi thở thì cái đối tượng của nó là hơi thở vào ra ở trên mũi này ha. Nhưng mà thực hành thiền hơi tâm từ ý, thì cái đối tượng phải là một người, phải là một hữu tình, tức là một cái chúng sinh, một con người. Mình phải hướng tâm đến một cái người khác để lấy cái người đấy làm đối tượng để mình giải tâm từ. Thì cái đối tượng mà để mình giải tâm từ đấy, thứ nhất phải là người cùng phái với mình, tức là người nam thì giải tâm từ đến người nam á, người nữ thì giải tâm từ cho người nữ. Nhưng người nam mà hướng đến người nữ giải tâm từ thì nó dễ sinh ra cái tham ái, bởi vì cái từ tâm với cái tham ái nó rất giống nhau. Cái người mà chưa đắc thiền sẽ không phân biệt được thế nào là tâm từ và thế nào là tham ái. Cho nên là lúc đấy mình thấy cái tình thương nó khởi lên, mình lại tưởng đấy là tâm từ, mình cứ chú tâm vào đấy thì mình lại phát triển cái tham ái là sai. Và cho nên là cái đầu tiên đó là cái người sơ cơ muốn hành thiền tâm từ thì phải hướng tâm đến một người cùng phái, là một cái người đó phải là người còn sống, không được hướng tâm đến người chết. Nhờ hướng tâm đến người chết rồi nó không đắc thiền được, vì cái đối tượng này nó không thật, phải tâm từ đến người sống. Và cái người ấy phải là cái người, một cái nhân vật có thật chứ không phải là trong huyền thoại mình đã từng gặp ở trong cuộc sống này. Thì cái đối tượng đầu tiên mình giải tâm từ ấy, là phải là cái người mình không quá là thân thiết mà cũng không quá là oán ghét. Thì nếu như mình giải tâm từ đến cái người quá thân thiết như cha mẹ hay là anh chị em ruột thì những cái người đấy là cái tình cảm của mình với những người đấy nó rất là mạnh. Và khi mình giải tâm từ đến người đấy thì nó sẽ sinh ra cái tình cảm tham ái, luyến ái, và đôi khi mình cũng không biết được nên là cũng phải tránh. Mà nếu như mà cái người sơ cơ mà giải tâm từ đến cái người mà mình rất là ghét thì cái tâm sân hận nó sẽ khởi lên và nó khuấy động cái tâm, nó làm cho cái tâm người đấy trở nên tán loạn mà mình không có đáp được tâm từ. Vậy cho nên là phải giải tâm từ đến một cái người đầu tiên ý, là một cái người mà mình kính trọng. Mấy cái người mà mình kính trọng ở đây mà không phải là cái người thân bằng ruột thịt. Người kính trọng đấy có thể là một cái vị thầy, một cái vị thầy mà dạy mình về pháp học, pháp hành, hay là một cái vị thầy khả kính nào đấy, hoặc là một người bạn, hoặc là một cái người thân thiết nào đấy mà mình kính trọng. Thì lấy cái đấy, lấy người đấy làm đối tượng để mình giải tâm từ cái bước đầu tiên ha. Thế thì có những cái người mình đang chuyên tâm thực hành thiền hơi thở thì mình có thể hành thiền tâm từ được không? Là có thể được, mình có thể tác ý giải tâm từ một chút cho cái tâm mình nó tĩnh nặng lại, nó bớt sân hận. Vì khi mà một cái hành giả ngồi thiền ý, mình hay bị năm cái triền cái nó chi phối, đó là triền cái về tham dục, triền cái về sân hận, triền cái về hôn trầm thụy miên trạng hối, và triền cái về hoài nghi. Năm triền cái đấy nó chi phối là cái người đấy hành thiền nó không có đắc định. Thì cái người nào mà nặng về cái triền cái sân hận, tức là khi mình ngồi thiền những cái chuyện mà bực bội, buồn phiền, sân hận ở trong quá khứ nó cứ khởi lên, thì lúc đấy mình hãy hướng tâm rải tâm từ một chút xíu, rải tâm từ khoảng 20-30 phút để cho cái tâm sân lên nó lắng xuống, để sau đó mình chú trên thiền hơi thở cũng được. Hoặc là có người mình muốn chuyên tâm hành thiền tâm từ này cho nó đắc thiền thì cũng được. Thì nhớ đến cái hình ảnh của cái người mà mình kính trọng đấy, mà ở giống như là cái người đó ở trước mặt mình, bằng cái trí tưởng tượng, bằng cái trí tưởng của mình nhé, mình phải tưởng ra cái hình dung, cái hình dáng của cái người đấy. Có thể là mình tưởng ra một cái khuôn mặt khả ái, hoan hỷ. Và cái tâm và mình giải tâm từ bằng cái câu, nó có bốn cái câu giải tâm từ nhé. Mình chọn một trong bốn câu đấy. Bốn cái câu, thứ nhất là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy. Mình có thể chọn một cái câu đấy, hoặc là câu thứ hai là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi những nỗi khổ về thân.
Câu thứ ba là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi những nỗi khổ về tâm. Và câu thứ tư là cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Mình có thể chọn một trong bốn câu đấy. Với người mới tập mình chỉ cần chọn một câu trong bốn câu, mà cái câu chọn cái câu nào mà mình cảm thấy dễ hiểu nhất và mình cảm thấy thích thú nhất. Khi mà mình giải cái tâm từ mình mong là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi những hiểm nguy, thì lúc đấy mình phải cảm tưởng như là cái người mà mình đang mong muốn đấy họ vừa mới thoát ra khỏi một cái sự nguy hiểm nào đó. Và lúc đấy mình cứ duy trì cái hình ảnh của cái người đấy với lại cái ước muốn của mình, ước muốn cho người đó thoát khỏi cái nguy hiểm đấy, cứ duy trì liên tục như vậy. Cứ lấy cái đấy làm đối tượng và giữ cái điều đó, giữ cái niềm mong ước đó ở trong tâm, giữ cái hình ảnh của cái người đó ở trong tâm của mình. Cứ chăm chú như thế liên tục 30 phút hay 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng liền, thì cái tâm từ nó sẽ khởi lên. Nếu như lúc đấy cái tâm nó không tán loạn nhá, thì cái tâm từ nó sẽ khởi lên, nó làm mình cảm thấy nó rất là an vui, cảm thấy nó rất là hoan hỷ, cảm thấy nó rất là dễ chịu. Cái tâm từ nó rất là mát mẻ, an lạc ở ngay trong tâm mình cũng đã cảm nhận được cái điều đó. Thế cái tâm từ đó mà được tu tập thường xuyên, được làm cho sung mãn, thì dần dần nó cứ mạnh dần lên. Dần dần mình cũng sẽ đắc thiền, mình cũng đắc định, giống như là đắc định hơi thở ấy. Nó cũng có tự tướng, cũng có nimitta, rồi là cái hình ảnh của cái người mình ước muốn ấy, nó sẽ được duy trì liên tục. Thế thì cái người nào mà sẽ thực hành giải tâm từ đến một cái người mình kính trọng đấy, sau đó thì mình nó thuần thục rồi thì mình lại chọn một cái người mà mình kính trọng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, nhờ có thể giải tâm từ đến tất cả những người mà mình đã kính trọng này. Khi nó thuần thục rồi thì lúc đấy mình mới hướng tâm đến những cái người mà không thương không ghét. Đấy, cái bước tiếp theo của cái pháp thiền giải tâm từ đó là phải đi từ dễ đến khó. Những cái đối tượng mà mình lựa chọn là phải từ dễ đến khó, từ những cái đối tượng nào mình dễ thực hành nhất cho đến những cái đối tượng khó thực hành nhất. Đấy, thì đến cái đối tượng thứ hai là hướng tâm đến những cái người mà mình không quá thương không quá ghét, tức là những cái người bình thường thường dưng ấy. Thì cái người đầu tiên ấy, mình cũng phải hành rất là kỹ. Cũng chọn một trong bốn cái câu đấy, cầu mong cho người hiện diện này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho người hiện diện này thoát khỏi những nỗi khổ về thân, nỗi khổ về tâm, nên là được an vui hạnh phúc. Chọn một trong bốn câu đấy là được. Rồi khi mà mình thực hành được câu thứ nhất thuần thục rồi thì mình có thể niệm đến câu thứ hai, rồi câu thứ ba, câu thứ bốn, thì có thể niệm đến cả bốn lần lượt, thì niệm hết cả bốn câu đấy, thì đấy là thì nó đều khởi lên tâm từ hết. Thì sau đó mình có thể hướng tâm đến cái người không thương không ghét, thì mình cũng niệm như thế, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 người, cứ dần dần mình mở rộng ra càng nhiều càng tốt. Khi mà đã thành công, khi mà đã thuần thục với cái người mình không thương không ghét rồi, thì sau bước tiếp theo đó mình mới được hướng tâm đến những người mà mình ghét để giải tâm từ đến người đó. Cái người ghét thì đầu tiên ý, mình phải nhớ đến những cái người nào mà mình không ưa, những cái người nào mà có oan trái, những cái người nào ghét mà mình từ trước đến giờ mình hay ghét người đó, khó chịu với người đó. Thì giải tâm từ đến cái người mình ghét vừa vừa trước, chứ đừng hướng đến cái người mà mình rất là ghét. Rồi sau đó những cái người ghét ở cái mức, mức độ thấp, sau đó mình sẽ dần dần giải tâm từ đến những người ghét ở mức độ cao. Rồi sau đó đến khi nó thuần thục rồi mình hãy giải tâm từ đến cái người mà mình có cái sân hận, cái giận hờn hay là cái oan trái hận thù nhất, thì phải để cuối cùng, thì lúc đấy tâm từ nó mạnh lên rồi mình mới giải tâm từ đến cái người mà mình rất là ghét được. Thì lúc này giải tâm từ nó sẽ có ba cái hạng đối tượng như thế, đó là người mà mình kính trọng, thứ hai là người mà mình dửng dưng không thương không ghét, thứ ba nó là những người ghét. Đó là ba loại người đấy. Thì bây giờ cái sau khi mà một cái người mà đã giải tâm từ được đến ba hạng người đấy rồi, thì nó bước tiếp theo đó là
phá bỏ ranh giới giữa ba hạng người này, phá bỏ ranh giới. À, thì cái việc phá bỏ ranh giới, cái việc giải tâm từ, cái bước đầu tiên, lúc đầu tiên là mình giải tâm từ thì mình hướng tâm vào trong người mình, giải tâm từ cho mình khoảng 1-2 câu thôi. Cái cầu mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy. À, chỉ giải tâm từ cho mình 1 phút hoặc là 30 giây vậy thôi nhé. Sau đó giải tâm từ đến một cái người mình kính trọng. Rồi giải tâm từ đến một cái người thường, rồi giải tâm từ đến người ghét. Tức là lúc đầu thì mình giải tâm từ đến một loạt những người kính trọng, rồi sau đó cái tâm từ đấy mới được hướng đến một loạt những người dửng dưng, rồi sau đó cái tâm từ đấy sẽ được hướng đến một loạt những cái người oán ghét. Và đến cái bước tiếp theo đó là phá bỏ ranh giới giữa ba hạng người này. Đó là thì lúc đấy mình giải tâm từ đến đến mình một chút, sau đó đến một người kính trọng thứ nhất, rồi lại xuống đến một cái người không thương không ghét thứ nhất, rồi lại xuống đến một cái người mà mình ghét thứ nhất. Sau đó thì giải tâm từ cho mình một chút, xong rồi lại hướng đến một cái người kính trọng thứ hai, giải tâm từ đến một cái người thường thứ hai, một cái người ghét thứ hai, rồi giải tâm từ đến một cái người kính trọng thứ ba, người thường thứ ba, người ghét thứ ba, đến người kính thứ tư, người thường thứ tư, người ghét thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, cứ lần lượt như vậy. Tức là lúc đấy phải tập xen kẽ, hướng tên tâm từ đến cái người mình kính trọng, xong rồi đến người thường, đến người ghét, xong rồi lại đến một cái người kính trọng khác, đến một cái người thường khác, một người ghét khác, đến người kính trọng, người thường, người ghét, cứ theo một cái hàng dọc xuống như vậy. Thì lúc lúc đấy mình cứ làm đi làm lại, làm đi làm lại, thì cái tâm nó sẽ trở nên bình đẳng, nó sẽ trở nên bình đẳng. Đó là lúc đấy cái người kính trọng cũng mong cho họ thoát khỏi hiểm nguy, thoát khỏi nỗi khổ về thân, thoát khỏi nỗi khổ về tâm, được an vui hạnh phúc. Thì cái người thường mình cũng mong muốn như thế, cho được thoát khỏi những hiểm nguy, thoát khỏi nỗi khổ về thân, thoát khỏi nỗi khổ về tâm và được an vui hạnh phúc. Thì đến cái người ghét cũng vẫn mong cho người thoát hiểm nguy, thoát nỗi khổ về thân, thoát nỗi khổ về tâm và được an vui hạnh phúc. Và cứ hết người này đến người kia và cứ lần lượt làm như thế, thì cái tâm nó sẽ trở nên bình đẳng giữa ba người đấy. Lúc đấy dần dần nó sẽ coi người kính cũng như người thường cũng như người ghét. Lúc đấy cái tâm bắt đầu nó sẽ trở nên bình đẳng dần dần, nó không còn phân biệt đây là người kính, người thường, người ghét nữa, mà lúc đấy ba hạng người đấy sẽ được đồng hóa như nhau. Ai cũng đáng thương, ai cũng mình mong muốn cho tất cả mọi người đều được sự an vui như nhau. Thì tất cả ba cái hạng người lúc đấy mà đã được bình đẳng như nhau rồi, cả ba hạng người đều hiện diện ở trước tâm mình. Mình giải tâm từ chung chung đến tất cả những cái nhóm người này là cầu mong cho họ thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho họ thoát khỏi nỗi khổ về tâm, cầu mong cho họ thoát khỏi nỗi khổ về thân, cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Cả ba hạng người cùng hiện diện nên trong tâm như vậy là lúc đấy là cái nó đã phá bỏ được cái ranh giới giữa cái người ghét với người yêu, cái người kính trọng với cái người thường, người ghét. Cả ba hạng người được bình đẳng như nhau. Thì lúc đấy cái tâm từ mới mở rộng ra bên ngoài được. Đấy, cái tâm từ nó phải được tập một cách tuần tự như vậy. Nó là tâm từ bi hỷ xả, tâm từ mở rộng ra vô lượng vô biên chúng sinh. Thì khi mà mình đã phá bỏ được ranh giới rồi, những tất cả các hạng người như nhau rồi, thì lúc đấy bắt đầu mình mới mở rộng tâm theo các cái phạm trù và theo các phương hướng. Phương hướng ấy thì nó sẽ có 10 hướng, hướng đông tây nam bắc, cả đông bắc tây bắc, đông nam tây bắc, rồi là có 8 cái hướng ở trên mặt đất, với lại một cái hướng ở trên trời và một cái hướng ở dưới, phương trên phương dưới là 10 phương hướng. Lúc đấy sẽ mở rộng tâm từ và theo 12 phạm trù. Thứ nhất là 5 cái phạm trù không nêu rõ. Có 5 phạm trù không nêu rõ, đó là tất cả chúng sinh, tất cả loài có hơi thở, tất cả sinh vật, tất cả cá thể, hay là tất cả mọi loài. Thì chung chung như thế, có nghĩa là lúc đấy mình sẽ lấy hướng tâm đến một cái phía đông chẳng hạn. Mình lấy một cái đám đông chúng sinh làm đối tượng, một cái chúng sinh đấy, và tác ý là cầu mong cho họ thoát khỏi hiểm nguy.
Và cứ rải tâm từ nó thuần thục rồi thì câu thứ nhất rồi đến câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ bốn, thì trong tất cả chúng sinh đấy có những chúng sinh cả ở trên cao và dưới thấp, chung chung ở trong tất cả chúng sinh mà mình mở rộng cái ánh sáng ra, nếu như cái tâm của mình nó có thể bắt được, hướng được đến những chúng sinh nào thì mình rải tâm từ đến những chúng sinh đấy. Có thể chúng sinh đấy là bao gồm cả chư thiên, cả các cõi phạm thiên, cả chúng sinh ở cõi người, cả nam cả nữ, hay là cả người già người trẻ, người yêu người ghét, người kính người thường người ghét, đều có trong đấy hết. Rồi cả những cái loài, cả những chúng sinh ở các cõi thấp như là chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atuna đều có thể là chung chung được hết. Mình cứ hướng tâm đến tất cả chúng sinh thì cứ gặp chúng sinh nào thì mình đại tâm từ đến chúng sinh đấy. Tất cả chúng sinh ở 10 phương hướng, hướng đông, nam, tây, bắc, 48 hướng ở trên mặt đất, hướng ở trên, hướng dưới. Thì khi mà hướng tâm lên bên trên ý, thì sẽ hướng tâm đến các vị chư thiên từ thấp đến cao. Còn khi hướng tâm ở bên dưới, mình có thể hướng tâm đến những cái cõi như là địa ngục, hay là những chúng sinh ở ngã quỷ súc sinh. Thì với cái người mà đã đắc thiền ý, thì có cái tâm nó có cái định, cái tâm nó có cái ánh sáng mạnh, thì cái người đấy sẽ mở rộng cái ánh sáng đấy ra thì mình sẽ thấy được những chúng sinh đấy thật. Nếu mà cái ánh sáng nó mạnh nhé, của cái người mà có cái định lực mạnh. Còn với cái người mà chưa đắc định ý, mình đải chung chung thôi ý, thì mình chỉ có cái trí tưởng thôi. Thì lúc đấy mình phải tưởng đây, mình hướng tâm đến phía đông tây nam bắc hay là trên trời dưới địa ngục ấy. Thì lúc đấy cái tâm của mình nó chỉ tưởng ra những chúng sinh đấy. Nhưng mà với cái người đã đắc định rồi thì người ta sẽ mở rộng ánh sáng ra và người ta sẽ thấy cái những chúng sinh đấy ở trong cái ánh sáng của thiền. Thì sẽ hướng tâm đến tất cả các cái loài chúng sinh khác nhau như vậy. Và theo lần lượt cứ đải lúc đầu thì từng phương hướng một, sau đó thì cái tâm có thể mở một lúc cả 10 phương hướng luôn. Mở rộng ra từ gần đến xa, từ những cái chúng sinh ở gần mình, sau đó sẽ mở rộng ra xa hơn, ở trong gần nhà mình, rồi đến những người ở trong làng, sau đó mở rộng đến những người ở ngoài làng, ở trong tỉnh này, ở ngoài tỉnh này, trong cái nước này, ở ngoài nước, ở khắp thế giới này. Và mở rộng, và cái tâm ấy nó có thể mở rộng đến chúng sinh ở khắp các cõi khác nhau. Mình có thể mở rộng chúng sinh ở cái cõi người này, có thể mở đến chúng sinh ở cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, hay là mở rộng đến các cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ở cái thế giới này, hoặc là cái người có định sâu, người ta sẽ mở rộng ra những chúng sinh ở các cõi khác, ở ở những thế giới khác nữa, ở các cái thế giới, nhiều thế giới hệ khác nhau, như là bốn châu thiên hạ, Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Hóa Châu, Bắc Câu Nô Châu, rồi là các cái chúng sinh khác tùy theo cái định lực của mỗi người. Có người cái ánh sáng nó mạnh thì người ta sẽ thấy chúng sinh nhiều thế giới. Vậy thì cái thiền tâm từ này nó có phải là thiên nhãn không? Nó không nhá, không phải là thiên nhãn mà đó chỉ là tâm nhãn. Mình sẽ thấy được những hướng tâm đến các cái chúng sinh ở các cảnh giới khác nhau. Nhưng mà đó là cái ánh sáng do cái tâm của mình nó thấy được. Còn thiên nhãn thì thấy được sinh tử trí nó khác. Ví dụ như là một cái người mà người ta thực hành thiền định theo 14 pháp thuần thục trên 8 thiền chứng ý, thì sau đó người ta phát mở cái thiên nhãn, người ta thấy chúng sinh ở các cõi. Và đồng thời người ta sẽ thấy được những cái nghiệp gì mà những chúng sinh đó sinh ở cái cõi đấy. Gọi là thấy được cái nhân quả, những cái nghiệp mà những chúng sinh đó đã tạo ở cái thời điểm cận tử, nó bắt vào cái nghiệp đấy mà được sinh về cái cõi đấy. Thì đấy mới là cái năng lực của thiên nhãn. Còn cái thiền tâm từ thì sẽ thấy những chúng sinh từ gần đến xa và rải tâm từ cho những chúng sinh đó, và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nếu như một cái người mà thực hành đắc được thiền tâm từ ấy, thì sẽ đắc được đến tam thiền mà không có đắc được đến tứ thiền đâu. Thiền hơi thở thì có thể đắc sơ nhị tam tứ thiền, thiền tâm từ thì chỉ có đến tam thiền là hết, không có tứ thiền. Thì cứ thực hành thiền tâm từ như vậy theo những cái phạm trù không nêu rõ, như là tất cả chúng sinh chung chung, tất cả loài có hơi thở, những loài có hơi thở cũng rải chung chung, tất cả sinh vật, tất cả mọi loài, tất cả cá thể,
thì là chung chung như thế, hoặc là mình có thể giải theo những cái phạm trù có nêu rõ như là tất cả nam nhân, là hướng tâm đến tất cả những người nam và giải tâm từ cho những người nam đó, hoặc là đến tất cả nữ nhân, hướng đến tất cả những người nữ, hoặc là tất cả thánh nhân, hướng đến tất cả những vị thánh, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sinh ở cảnh giới thấp. Thế thì có các cái gọi là 12 phạm trù, 5 phạm trù không nêu rõ, 7 phạm trù có nêu rõ. Mình có thể giải chung chung cái pháp tâm từ như vậy và cứ mở rộng ra từ gần đến xa. Thì đấy là thiền tâm từ, là sẽ thực hành như vậy. Nhưng với cái người chưa đắc thiền thì mình đầu tiên là mình cũng chú tâm đến một cái người nào đó, mình hình dung cái hình ảnh của cái người đấy ra, mình lại tâm từ tác ý một trong bốn cái câu đấy. Hoặc là mình có thể lại tâm từ đến chung chung những cái người mà sống ở xung quanh mình. Ví dụ như là bây giờ mình mà muốn có cái sự hòa hợp với mọi người xung quanh, không có sinh ra cái mâu thuẫn bất hòa, thì lúc đấy mình thường xuyên phải đại tâm từ với những người xung quanh mình. Mình có thể hình dung ra mọi người đang ở xung quanh mình và đại cầu mong cho họ thoát khỏi hiểm nguy, hoặc là cầu mong cho họ thoát khỏi nỗi khổ về thân, cầu mong cho họ thoát khỏi nỗi khổ về tâm, hay là cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Cái tâm từ nó thành công được ấy, là do mình hướng tâm đến những cái sự những cái đức tính tốt của mọi người, thì tâm từ nó sẽ khởi lên. Bởi vì tâm từ nó khác với tâm sân. Đó là tâm sân là mình hay nhìn vào những cái lỗi của mọi người, nhìn vào cái khuyết điểm của mọi người. Còn cái thiền tâm tâm từ là mình phải nhìn vào cái ưu điểm của mọi người, tức là mình phải thấy mọi người là những người tốt, là những người đáng thương, là những người đáng mến. Thì khi nào mình thấy mọi người là những người đáng mến, và mình nhìn vào những việc tốt mà họ đã làm và bỏ qua những việc xấu. Tức là trên đời thì ai cũng có việc tốt, ai cũng làm việc xấu nhé. Nhưng mà cái tâm của mình ấy, cái tâm của cái người sân là hay soi mói, là nhìn vào khuyết điểm và nhìn vào cái lỗi của cái người khác. Và ở trên đời thì cũng có người, người ta có nhiều khuyết điểm, có người ít khuyết điểm, ưu điểm thì nhiều, khuyết điểm ít, mà có người thì khuyết điểm thì nhiều, ưu điểm thì ít. Nhưng mà muốn hành thành công được thiền tâm từ phải bỏ qua hết tất cả những cái khuyết điểm của mọi người xung quanh, và chỉ có hướng tâm đến những cái việc tốt mà họ đã làm. Có thể là họ tốt với mình, nhưng mà cũng có thể là họ không tốt với mình, họ tốt với người khác, mình cũng phải ghi nhận những cái tốt của người ta. Ví dụ như là thấy một cái người khác mà người ta không có gì tốt với mình cả, giải tâm từ họ làm sao, thì lúc đấy mình phải nghĩ đến là cái người này, người ta được sinh làm người là cũng là do những cái nhân thiện trong quá khứ, đó cũng là tốt rồi. Hoặc là cái người này, người ta cũng biết hiếu thuận với cha mẹ, cũng có cái tâm tốt với lại đồng bào, hay là cũng có cái tâm biết kính Phật, biết kính Pháp, kính Tăng, hay là cũng có cái tâm là cũng có khi biết làm những cái việc thiện, việc tốt. Mình có thể nhìn vào bất cứ một cái hành động thiện của cái người, của mọi người đấy, và để cho mình không có soi mói những cái lỗi lầm của cái người đó. Mình không tác ý đến những cái đáng ghét của người đó, mà luôn luôn tác ý đến cái đáng mến của người đó, và giải cái tâm từ như vậy thì tâm từ nó sẽ khởi lên. Khi tâm từ nó khởi lên thì nó sẽ đè nén cái tâm sân lại. Khi mà mình giải được cái tâm từ lên thì cái tâm sân hận nó không khởi lên nữa. Và cái người nào thường xuyên thực hành cái tâm từ này thì mình sẽ là một cái người có cái lòng từ ái, sẽ mong luôn luôn có cái tâm mong muốn cái điều tốt cho mọi người, và từ cái mong muốn điều tốt cho mọi người, mình cũng sẽ thích làm những cái việc có lợi ích cho mọi người. Và như thế thì cái tâm từ nó là nhân, và nó sẽ sinh ra những cái hành động và những cái lời nói đầy cái tình thương, đầy cái lòng từ ái. Và chính vì vậy cho nên là cái người hành thiền tâm từ được mọi người yêu quý, được các vị chư thiên hộ trì và yêu quý, và mình sống trong cái sự an lành và không gặp những cái sự nguy hiểm từ bên trong mình và những nguy hiểm ở bên ngoài nữa. Đấy là nó sẽ thay đổi được cái tâm tính của mình là như vậy. Thì đấy là tâm từ. Còn cái tâm thứ hai, cái vô lượng tâm thứ hai là tâm bi, tâm từ bi hỷ xả. Bốn cái tâm nó khác nhau mà mình sẽ phải thực hành khác nhau. Tâm bi đó là thương xót những cái nỗi khổ của chúng sinh,
hay là nỗi khổ của người khác. Muốn thực hành cái pháp bi tâm thì đầu tiên là mình phải hướng tâm đến một cái người đang khổ đau. Cái người đang khổ đau đấy có thể đó là một cái người đang bị đau đớn về thân hay là về tâm, hoặc là cái người đó là một cái người tàn tật. Cái cách mà để mình hành thiền tâm bi dễ nhất đó là mình hãy hướng tâm đến một cái người mà người ta bị tàn tật, bị tàn phế, người ta có những cái nỗi khổ về về thân, về tâm, ví dụ người bị mù mắt, người bị cụt chân, cụt tay, hay là cái người đấy người ta có những cái nỗi rất là khổ đau, thì cái người đấy sẽ là đối tượng đầu tiên để cho mình thực hành cái thiền tâm bi này. Phải hình dung cái hình ảnh của cái người đấy hiện diện rõ ràng, và cái nỗi đau khổ của cái người đó hiện diện rõ ràng ở trong tâm. Hướng tâm vào cái nỗi đau khổ của cái người đấy, mình tác ý là cầu mong cho người này thoát khỏi khổ đau, cầu mong cho người này thoát khỏi khổ đau. Cái ước muốn cho cái người khổ đau đấy thoát khỏi khổ đau, đó là tâm bi mẫn. Thì khi mà mình thực hành thuần thục hay là thành công với cái người mà người ta đang khổ đau, với chúng sinh đang khổ đau này rồi, thì lúc đấy mình sẽ mở rộng cái tâm bi đó ra. Đầu tiên thì cũng mở rộng cái tâm bi đó đến những cái người đáng thương khác, hoặc là đến những cái người mình đáng kính, như cái lúc mình hành tâm từ ấy. Rồi tâm bi đấy khởi đến những người thường không thương không ghét, rồi tâm bi đấy hướng đến những cái người mình oán ghét. Thì cái tâm bi mà mình có thể rải đến những cái người mà người ta rất an vui hạnh phúc, thì bây giờ làm sao mà có thể khởi lên được tâm bi. Thì muốn rải lên tâm bi, mình phải thấy được nỗi đau khổ của những chúng sinh đấy. Thì dù cho người đấy có anh vui hạnh phúc đến đâu, thì lúc đấy mình phải tác ý là con người có cái thân này nó sẽ có khổ. Bởi vì những nỗi khổ về thân, những cái nỗi khổ về tâm, hay là có những cái bậc thánh nhân đã hết những nỗi khổ về tâm rồi thì sao? Thì vẫn còn nỗi khổ về thân. Có những cái chúng sinh còn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử này, thì còn những cái nỗi khổ về khổ đau sinh tử. Dù cái đời này thì cái người đó mình có thể thấy người ta rất là hạnh phúc ở trong hiện tại, nhưng người ta sẽ chưa hết khỏi những cái đau khổ ở tương lai, những cái nỗi khổ đau ở trong quá khứ. Vậy phải hướng tâm về cái nỗi khổ ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở xa, ở gần của cái bất cứ một người nào. Vậy thì trên đời này không có một cái chúng sinh nào là không có khổ, ai cũng có khổ. Đức Phật vẫn có những nỗi khổ về thân, đôi khi ngài vẫn có những cái cơn đau bệnh, thì cho nên một người vẫn có thể rải tâm bi đến Đức Phật, nhưng mà phải là khi Đức Phật còn tại thế. Bây giờ Đức Phật nhập niết bàn thì không rải tâm bi đến Đức Phật được. Hay là những cái người mà đã nhập diệt, nhập niết bàn, những người đã chết rồi cũng không thể rải tâm bi được ha. Phải rải tâm bi đến những cái người còn hiện diện trên cái cuộc sống hiện tại này. Còn người đó đã chết rồi là không rải tâm từ bi hỷ xả đến người đó được. Mình có thể rải tâm bi đến tất cả chúng sinh vậy. Đến ba hạng người, người kính, người thường, người ghét, rồi phá bỏ ranh giới như với thiền tâm từ ấy. Sau đó thì mở rộng cái tâm bi đó ra từ gần đến xa, khắp 10 phương hướng, đến tất cả chúng sinh, thì ai cũng là những chúng sinh khổ đau. Ai cũng là những chúng sinh khổ đau, và ai cũng mình cũng có thể rải được cái tâm bi. Và cái tâm bi đó là một cái tình thương. Thương, vậy cái người nào mà có cái tâm bi thì cái người đó sẽ có một cái tình thương. Vậy cái tâm từ, cái tâm bi nó khác nhau như thế nào? Ở cái tâm từ thì khi mình giải tâm từ, mình sẽ thấy cái trong tâm mình nó có cái sự an vui thỏa mãn, tức là mình mong muốn cho những cái người đó được cái điều an vui tốt đẹp, cho nên là mình có cái sự an vui thỏa mãn và hài lòng hoan hỉ. Cái tâm bi thì mình mong cho cái người đó thoát khỏi những cái nỗi khổ đau, cho nên là mình có cái tâm thương hạ, thương xót nó mạnh, cái tình thương nó rất là mạnh. Thì đấy là tâm đại tâm bi đến tất cả chúng sinh. Rồi cái tâm thứ ba đó là tâm hỷ, từ bi hỷ xả. Cái tâm thứ ba đó là hoan hỷ. Thì cái tâm hỷ thì mình đại tâm từ thì mình phải hướng tâm đến một cái người mà người ta đang thành công, một cái người đấy mà mình nhận định là người này là một cái người có nhiều thành công trong cuộc sống. Người đó có thể thành công về bất cứ một cái lĩnh vực nào mà mình cảm thấy là có cái sự hoan hỷ, hay là mình có cái sự ngưỡng mộ.
mình có cái sự thích thú với cái thành công của cái người đó, thành công về vật chất, thành công về tinh thần, hay là thành công về con đường tu tập, bất cứ cái sự thành công gì mà mình cảm thấy hài lòng thì mình sẽ hướng tâm đến cái người đó, hướng tâm đến sự thành công của người đó và bắt đầu mình tải tâm hỷ, đó là cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được, cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được, cứ giữ cái hình ảnh của người đó và niệm cái câu đấy liên tục thì đó được gọi là thực hành thiền tâm hỷ. Vậy thì cái thiền tâm hỷ này nó có cái tác dụng đó là nó đối trị lại cái ghen tị của cái sự thành công của người khác. Nếu là cái người nào mình hay có cái tâm ghen tị, tật đố, tức là hay đố kỵ, bình thường nếu mà cái người ta mà không biết tu tập những cái tâm từ bi hỷ xả này thì người ta sẽ có cái tâm sân hận này. Cái tâm bi thì nó sẽ đối trị với cái tâm ác ý. Nếu mà một cái người nào không tu tập tâm bi thì mình sẽ hay có cái ác ý với người khác hoặc những chúng sinh khác. Còn đối với cái tâm hỷ thì nó sẽ đối trị với cái tâm tật đố, cái tâm ghen tị với thành công của người khác. Vậy thì lúc đấy mình sẽ giải tâm hỷ đến cái sự đến một cái người đang thành công và mình hoan hỷ với cái thành công của người đó. Sau đó thì mình sẽ mở rộng cái tâm hỷ đó đến những người mà mình kính trọng, đến người thường, đến những người ghét, để phá bỏ ranh giới của ba hạng người đấy, coi như bình đẳng như nhau. Rồi sau đó cũng sẽ mở rộng cái tâm hỷ đó ra từ gần đến xa. Từ gần là những người xung quanh mình, những người ở trong cùng làng, cùng xã, cùng tỉnh, cùng cái đất nước này, cùng cái khắp thế giới này, đến những cái chúng sinh ở các cõi thấp đến cõi cao, từ cõi thiên giới đến các cõi địa ngục, thì mình có thể đều rải cái tâm hoan hỷ đó đến tất cả những chúng sinh như vậy. Nhưng mà có những chúng sinh hiện tại người ta rất là khổ đau thì mình rải tâm hỷ làm sao? Thì cái lúc đấy mình phải hướng tâm đến cái sự thành công của những chúng sinh đó ở quá khứ hoặc là ở tương lai thì mình có thể đạt được cái tâm hỷ của những chúng sinh đó. Thì đó là gọi là ba cái tâm: tâm từ, tâm bi và tâm hỷ. Thì ba cái tâm này làm nền tảng cho cái tâm vô lượng thứ tư, đó là tâm xả. Muốn thực hành được cái pháp gọi là tâm xả thì cái người đấy phải có cái nền tảng, đó là phải thực hành tâm từ trước rồi sau đó mới thực hành đến tâm xả sau, hoặc là tâm bi trước rồi mới hành đến tâm xả sau, hoặc tâm hỷ trước mới hành đến tâm tâm xả sau, hoặc là từ bi hỷ xả đi trước thì mới từ bi hỷ đi trước rồi bắt đầu mới tập đến cái pháp tâm xả thì nó mới thành tựu. Chưa, cái pháp tâm xả đó là nhờ dùng cái trí tuệ mình thấy một cái người đầu tiên với cái người sơ cơ mình muốn thực hành cái pháp tâm xả thì mình sẽ hướng đến một cái người mà bình thường nhé, không quá thương không quá ghét, tức là trong ba hạng người, người kính, người ghét và người thường, thì hành tâm xả rất dễ dàng trên với đối tượng là người thường, bởi vì cái người thường là mình sẽ thản nhiên những người đó không yêu và không ghét, thì cái hành tâm xả ấy nó như thế, nó sẽ làm cho mình có cái trạng thái thản nhiên không quá yêu và không quá ghét đối với một cái đối tượng, một chúng sinh nào, thì mình hướng tâm đến người thường đầu tiên. Thì lúc đấy mình phải tác ý là ở tâm từ bi hỷ thì nó sẽ còn nặng về những cái tình cảm, tâm nó sẽ còn có những cái sự dao động bởi những cái tình cảm, cái sự hơn thua, và mình hướng đến cái tâm xả đó là cái sự thản nhiên thì tâm nó sẽ an tịnh hơn. Và sau đó mình tác ý đến cái tâm xả. Ví dụ những cái người nào đắc thiền thì vào sơ thiền tâm từ, sơ thiền tâm rồi nhị tam thiền của tâm từ, tam thiền tâm bi, tam thiền tâm hỷ. Sau đó loại cái chi nạp đi và lên tứ thiền gọi là tâm xả. Thì ở cái tâm xả đấy nó sẽ có cái tác ý. Cái tác ý là người hiền thiện này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Tức là mỗi một người đều là cái thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Vậy thì cái người mà người ta đang hạnh phúc là người ta thừa tự cái nghiệp lành của họ đã tạo. Cái người mà người ta đang khổ đau là người ta thừa tự cái nghiệp bất thiện mà họ đã tạo. Vậy thì lúc đấy mình sẽ thản nhiên với cả những người vui và những người khổ, vì vì họ đang thừa tự cái nghiệp của họ, mình không can thiệp vào cái nghiệp của chúng sinh khác được. Thì với cái tâm mà có cái sự quan sát về nghiệp, về cái quả của nghiệp như vậy thì mình sẽ có được cái sự thản nhiên. Không có cái khởi lên cái mong muốn gì đối với lại cái hữu tình đó, thì lúc đấy mình sẽ thành tựu được cái tâm thản nhiên, cái tâm xả nó khởi lên,
Cái tâm xả nó cũng giống như là tứ thiền xả với nhất tâm ấy. Thì ở cái thiền tâm xả thì phải là những cái người thực hành tâm từ bi hỷ rồi thì mới thực hành được cái tâm xả đấy. Thì cái tâm xả đấy mình cũng tu tập như vậy. Đầu tiên là hướng đến cái người thường không thương không ghét, mình tác ý đến tâm xả, mình thực hành thiền tâm xả. Sau đó thì hướng tâm đến những người kính trọng, đối những người bình thường, đối những người ghét, mình cũng đều có cái tâm thản nhiên đấy, cái tâm xả đấy. Cũng vậy, cùng một cái tác ý là cầu mong cho những người này. Thì lúc đấy mình có cái tác ý là họ là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Khi mình mở rộng ra cái tâm xả đó ra bên ngoài những người xung quanh mình thì luôn luôn tác ý là họ là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Vì vậy nên là ở khi mà cái người nào mình hiểu sâu về cái pháp về nghiệp và quả của nghiệp thì cái người đấy cũng sẽ hay khởi lên cái tâm xả. Nên là mình luôn luôn quán xét là người này là thừa tự của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Chủ nhân là khi mình tạo một cái nghiệp gì đó mình là chủ nhân của cái nghiệp đấy. Khi mình thừa tự một cái nghiệp quả nào đó mình đang hưởng một cái quả hạnh phúc hay khổ đau, đó là cái thừa tự của cái nghiệp đó mà mình đã tạo trước kia. Thì cứ tác ý như vậy thì đó là tâm xả. Gọi vậy là cái tâm xả nó cũng mở rộng được khắp vũ trụ vô biên như vậy, cho nên là bốn cái tâm đấy được gọi là tứ vô lượng tâm, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Thì bốn cái tâm ấy nó đều có cái sự đối trị lại với bốn cái tâm bất thiện, đó là tâm từ thì nó sẽ đè nén được cái tâm sân hận, hay là đối trị với cái tâm sân hận, đối trị lại với cái sự mà mình hay oán ghét những người khác, và nó sẽ làm tăng trưởng cái lòng từ ái, nên là cái tâm từ đấy nó có thể mở rộng đến vô lượng vô biên. Cái tâm bi thì nó sẽ đối trị lại với cái tâm ác ý, là người mà có cái ví dụ mình bây giờ mình khởi lên cái ý là sát sinh, mình muốn sát hại một cái sinh vật nào đó thì đấy là cái tâm não hại hay là cái tâm ác ý. Mình muốn sát hại thì cái lúc đấy mình tác ý đến những cái nỗi khổ đau của chúng sinh và mình khởi lên cái tình thương, mình sẽ không có sát hại những chúng sinh khác nữa. Thì đó là cái tâm bi, nó sẽ có cái tác dụng là đối trị lại với cái ác ý não hại. Cái tâm hỷ thì nó sẽ có cái tác dụng là đối trị lại với cái tâm ghen tị tật đố. Mình thấy cái thành công người khác mà ghen tị tật đố thì đó cũng là một cái loại tâm sân, và cái sân này nó sẽ thiêu đốt mình chẳng làm được cái gì cả. Thành công của người ta đấy là cái nghiệp, cái quả của nghiệp thiện mà người ta đã làm. Mình có ganh tị thì mình chỉ có tự làm khổ mình thôi. Đấy thì mình hoan hỷ với thành công của người khác thì mình sẽ sinh lên cái tâm hoan hỷ vui mừng. Đấy thì đấy là thực hành thiền tâm hỷ, nó sẽ có cái lợi ích, đó là mình không ghen tị với thành công của người khác. Còn thực hành thiền tâm xả, thực hành thiền tâm xả thì nó sẽ có cái tâm buông xả, không có chấp trước. Không có chấp trước đây là tôi là tự, hay là mình sẽ, nó sẽ đối trị được với tất cả ba cái tâm như ở trên. Nó đối trị được cả cái sân hận, nó đối trị được cả ác ý, và nó đối trị được cả cái ghen tị. Đấy là cái tâm xả, nó sẽ là cái tâm cao nhất, mạnh nhất, và nó đối trị lại những cái tâm bất thiện ở một cái mức độ mạnh mẽ hơn, mạnh hơn cả tâm từ, tâm bi và tâm hỷ. Đó là cái tâm xả. Thì cái tâm xả nó có cái trí tuệ, nó thấy được nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sinh, cho nên là cái tâm xả nó cũng sẽ đi kèm với cái trí tuệ rất là mạnh và cái sự thản nhiên. Và cái khi mà mình hành thiền tâm từ nhiều, vì mình mong muốn cái lợi ích cho chúng sinh nhiều, cái tâm nó cũng có lúc nó cũng mệt mỏi. Nhà hành thiền tâm bi nhiều, cái tình thương nó khởi lên nhiều, nó cũng dao động, nó mệt mỏi. Mình thực hành thiền tâm hỷ nhiều, cái hoan hỷ nó khởi lên nhiều, nó cũng làm cho tâm dao động mệt mỏi. Nhưng đối với cái tâm xả thì nó không mệt mỏi, bởi vì nó có cái sự thản nhiên, nó có thản nhiên ở trong đấy, cho nên là rất là an nhiên tự tại. Nên là người nào mà chú được thực hành được cái pháp tâm xả thì cái tâm đấy là cái tâm mà nó an ổn nhất, nó làm cho mình có cái tâm định tĩnh và dễ chịu nhất, đó là cái sự thản nhiên nhất. Thì bốn cái tâm như vậy thì từ cái tâm từ, với một cái người mà khi mình hành nó đắc các cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả rồi thì mình sẽ hiểu rõ
thế nào là tâm từ, thế nào là tâm bi, thế nào là tâm hỷ, thế nào là tâm xả. Nhưng với một cái người sơ cơ mới thực hành, mình sẽ rất dễ bị nhầm lẫn giữa tâm từ với tham ái. Tâm từ với tham ái rất dễ nhầm lẫn. Tâm tham ái mình cũng mong muốn cho những cái người mình yêu quý, thương yêu ấy được an vui, thoát khỏi những cái nỗi hiểm nguy. Nhưng mà cái tham ái thì nó là một cái tâm có giới hạn, còn tâm từ là một cái tâm không có giới hạn, thì nó sẽ phải khác nhau như vậy, cho nên mới gọi là tứ vô lượng tâm. Thì mình sẽ thương người này, nhưng mình không thể thương tất cả chúng sinh đồng đều như nhau được. Mình không thể mở rộng cái tham ái đó đến tất cả chúng sinh vô lượng vô biên được. Nhưng với tâm từ thì mình lại có thể mở rộng ra được vô lượng vô biên. Còn cái người nào mà có cái tâm tham ái, cái lòng, cái tâm tham ái nó càng mạnh, thì cái tâm tham ái nó lại càng dành được cho một cái số lượng người rất nhỏ. Tức là người nào mà có cái tâm tham ái rất là lớn, rất là mạnh, cái người đấy có thể chỉ thương, cái tình thương ấy nó sẽ chỉ khởi lên với một người, hai người, hoặc một số người có giới hạn mà mình coi là những người quan trọng của mình. Những người mà mình chấp thủ, đây là những người thân của tôi, người thương của tôi, đây là vợ chồng con cái, là những họ hàng nàng nước của tôi. Nó cái tâm từ nó chỉ khởi lên một cách cái luyến ái, tham ái nó chỉ khởi lên một cách có giới hạn như vậy, mà nó không thể mở rộng ra vô lượng vô biên được. Cho nên là cái tâm từ nó được gọi là vô lượng tâm, là có thể mở rộng được như thế. Vậy thì khi hành thiền, khi tu tập tâm từ, phải tránh những cái người thân thương. Thì người thân thương mình đã có tham ái sẵn rồi, mình phải rải tâm từ đến một cái người kính, người thường, người ghét. Khi nó thuần thục rồi thì mình lại rải đến những người thân gần được, bởi vì nó để nó khỏi nhầm lẫn. Còn đối với cái khi mà thực hành đến cái pháp gọi là tâm bi, là mong cho một cái chúng sinh, một người khác thoát khỏi những cái nỗi khổ đau, thì cái tâm bi ấy nó lại rất là dễ nhầm với cái tâm sầu bi. Cái tâm sầu bi á, ví dụ như là nhà mình có một ai đó khổ đau, mình sẽ khổ đau, nhà mình có ai chết mình sẽ khóc than, thì cái tâm đấy là sầu bi nhá. Cái tâm sầu bi do tham ái nó sinh ấy. Ví dụ như là bây giờ mình cũng có những cái người, người ta rất là hay sầu bi, người ta thấy một cái người khác khổ đau và người ta khởi lên cái tình thương. Và một lúc sau thì cái người đấy, cái tình thương nó dạt dào, nó mạnh mẽ, nó khiến cho cái người đấy sẽ rơi lệ, tức là sẽ khóc lên vì thương hại quá. Thì khi mà khóc lên rồi thì nó có là tâm bi không? Khi mà một khi đã nó đã cái tâm bi đấy nó mạnh quá mà nó khóc lên thì nó không phải là tâm bi nữa, mà nó lại là tâm sầu yêu. Cái tâm bi nó vẫn đi với cái thọ hỷ nhé. Khi mà mình khởi lên cái tình thương với người khác, nó vẫn có cái thọ hỷ nó đi kèm. Nó vẫn có cái hoan hỷ chứ nó không có cái thọ yêu. Khi mà mình có cái thọ yêu thì nó lại là tâm sầu bi yêu não ấy. Thì cái tâm đấy không phải là cái tâm bi mẫn nữa. Vậy cho nên là khi mà đại tâm bi mẫn nó phải tránh, đừng để cho nó khởi lên cái sầu bi. Ví dụ mình thương ai quá mà mình ôm người đó mình khóc, thì đó lại không còn là tình thương về cái bi mẫn vô lượng tâm này nữa, mà lúc đấy nó lại là cái tâm tham ái dính mắc rồi, cái tâm yêu rồi, sầu yêu rồi nhá. Cái đấy là nó dễ nhầm lẫn như vậy. Cho nên là cái lúc mới thực hành tâm bi, mình hướng tâm đến một cái người khổ đau, mình phải tâm bi đến người đó, sau đó mở rộng ra từ gần đến xa. Nhưng đó phải là cái tâm bi, là cái ước muốn cho cái người đó thoát khổ đau, chứ nó không phải là sầu bi. Cái tâm hỷ nó sẽ rất là dễ nhầm lẫn với lại cái hoan hỷ, hay là cái tâm tham thọ hỷ, hay là ngã mạn thọ hỷ. Cái hỷ vô lượng tâm nó khác nhé. Hỷ vô lượng tâm thì mình cũng có thể mở rộng được từ gần đến xa, tức là mình hoan hỷ với thành công của người khác. Nhưng mà đôi khi mình lại tham ái với thành công của người khác thì nó không phải là hoan hỷ nữa. Mình hoan hỷ với thành công của người khác nhưng mà mình lại lấy cái hoan hỷ đó, mình lại tham ái, mình ước muốn là mình cũng được như thế. Hay là mình ngã mạn với cái thành công của những người thân của mình chẳng hạn. Ví dụ như là mình thấy mình là con có những người thân,
tức là có những người thân của mình thành công về một cái mặt nào đó và mình cũng hãnh diện thì đấy là ngã mạn theo ha. Ngã mạn theo cái thành công của người thân của mình, hay là mình tham ái dính mắc vào cái thành công đấy, thì đấy nó không được gọi là cái hỷ vô lượng tâm nữa. Mà cái hỷ vô lượng tâm này nó cũng có, nó cũng khác với cái tâm hỷ tham ái ngã mạn kia, đó là cái tâm hỷ kia nó không mở rộng đến tất cả chúng sinh được. Còn cái tâm hỷ mà hỷ vô lượng tâm thì nó mở rộng đến tất cả chúng sinh, từ gần đến xa, đến khắp vũ trụ vô biên được. Đấy là tâm hỷ vô lượng tâm. Thì khi mà thực hành nó rất dễ lẫn với lại cái tham thọ hỷ mà ngã mạn thọ hỷ, nên là mình phải biết mà tránh không có mình sẽ bị đi lạc. Thì cái pháp này nó rất rất dẫn đi lạc như vậy. Mà cái một cái thiện và một cái bất thiện nó rất là gần với nhau như thế. Còn cái tâm gọi là xả vô lượng tâm, hay là mình muốn thực hành cái tâm xả, người này là thừa tự của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, thì cái tâm xả ấy nó thản nhiên, thì nó lại rất là lẫn, nó rất là dễ bị lầm lạc với cái tâm gọi là vô cảm, với cái tâm lạnh lùng vô cảm. Ví dụ như là bây giờ mình thấy một bất cứ một cái người nào, người ta khổ đau hay người ta hạnh phúc như thế nào, mình không có tác ý đến cái tâm từ bi hỷ, mà mình giữ một cái, mình ngoảnh mặt nằm ngơ, tức là ngoảnh mặt nằm ngơ trước cái sự vui buồn khổ đau của người khác, thì cái đấy nó là tâm lạnh lùng vô cảm, nó khác nhé. Cái tâm thờ ơ lạnh lùng vô cảm ấy, nó là tâm bất thiện, chứ nó không phải là cái tâm xả. Cái tâm xả là cái tâm mà nó có trí tuệ, nó thấu hiểu cái đối tượng. Okay, khi mà mình thực hành thiền tâm xả, mình phải giữ được cái đối tượng đó ở trong tâm. Mình phải có cái tâm từ nó đi trước, mình mong cho cái người này thoát khỏi cái hiểm nguy hay được an vui. Mình mong cho người này thoát khỏi nỗi khổ về thân về tâm, hay là mình mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Sau đó thì mình mới tác ý đến cái nghiệp của cái người đó, người này là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Đấy thì nó phải có một cái nền tảng, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ nó đi trước, rồi lúc đấy mới khởi lên cái tâm xả. Thì cái tâm của mình nó thấu hiểu cái nghiệp của cái đối tượng đấy, của cái chúng sinh đấy, cho nên nó khởi lên cái sự thản nhiên trước cái nghiệp quả đó. Cái nghiệp, cái tâm thản nhiên nó khởi lên do cái trí tuệ thấu hiểu về cái quả của nghiệp, thì đó mới là tâm xả, chứ nó không phải là cái tâm vô cảm, không quan tâm mà mình nhìn thấy ai mình cũng nhắm mắt làm ngơ, thì cái đấy là cái tâm thờ ơ, cái tâm vô cảm, thì nó không phải là tâm xả. Tâm xả nó là một cái tâm có cái sự thấu hiểu về quả của nghiệp ở trong đấy. Thế thì cái tâm xả làm cho mình không yêu và không ghét cái đối tượng đấy. Cái ví dụ người đó mà tạo cái ác nghiệp với mình hay với người khác, thì cái người đấy là chủ nhân của nghiệp, hay là cái người đấy mà chịu cái quả khổ đau hay hạnh phúc, thì cái người đấy là thừa tự của nghiệp. Mình sẽ có cái sự thản nhiên. Thì bốn cái pháp này, còn là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả này, nó sẽ rất là dễ thực hành đối với những người mà mình kính trọng, với những người mà mình không yêu không ghét, nhưng nó sẽ rất khó thực hành với cái người mà mình ghét. Cả bốn cái tâm từ bi hỷ xả này. Nhưng mà cái mục đích của mình hành cái thiền tâm từ bi hỷ xả này là để xóa bỏ tất cả những oan trái, những cái sân hận ở trong tâm. Nhưng mà mình có bao giờ sân với người mình kính hay là với người bình thường không? Mình sẽ không có cái tâm sân của mình, nó không khởi lên với người kính trọng, với người thường, mà nó sẽ khởi lên với những người mà mình ghét, những cái người có oan trái với mình từ đời này hay từ đời trước, sống với nhau nó không hòa hợp hay sinh ra mâu thuẫn, oan oan tương báo, oán oán chất chồng. Và bây giờ cái mục đích của mình là phải phát triển cái tứ vô lượng tâm này, là để loại trừ những cái sân hận đối với những cái người mình oán ghét này. Vậy thì cái pháp này nó hướng đến những cái người mà mình đang oán ghét kia mới là chính nhỉ, để mình hóa giải hết tất cả những cái sân hận giận hờn đi. Đấy, vậy cho nên là khi mà thực hành cái tứ vô lượng tâm này trên cái đối tượng mà mình oán ghét đấy, thì mình phải có rất là nhiều những cái thiện xảo phương tiện để mình nhắc nhở cái tâm, khích lệ cái tâm, phát triển cái tâm. Như như là khi mình tác ý đến cái người mà mình đang sân hận oán ghét,
sẵn ở trong lòng từ trước đến giờ rồi. Thì lúc đấy mình phải tác ý là cái sân hận này nó sẽ là một cái sự nguy hiểm cho chính bản thân mình. Ví dụ mình khởi lên tâm sân với người khác thì nguy cơ mình sẽ bị đọa vào các cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu như mình chết với cái tâm sân hận thì mình sẽ đọa vào những cái cõi đấy. Thậm chí như là có những người tạo ra rất là nhiều phước lành, biết bố thí, biết giữ giới, biết phục vụ, biết làm những cái phước lành rất là lớn, nhưng mà người ta không diệt trừ cái tâm sân hận. Thì đến lúc đấy người ta có thể chết, người ta được sinh về cõi thiên, nhưng mà người ta sinh về cõi Atuna thiên. Cõi Atuna thiên là cái cõi mà hưởng phước như thiên giới, nhưng mà luôn luôn sân hận và chiến tranh đánh nhau với các vị chư thiên ở cái cõi trời đau đớn. Đấy là có những người biết tạo phước nhưng mà không đoạn trừ được cái tâm sân, cái nguy cơ vẫn có thể đọa vào những cái cõi khổ như là cõi Atuna thiên, thân hình rất là xấu xí. Còn người mà sinh về cõi thiên thì cái thân hình rất là xinh đẹp. Đấy là cái tâm từ nó thế. Vậy thì lúc đấy phải tự nhắc nhở, thấy được cái sự nguy hại của cái tâm sân, thấy được cái lợi ích của cái vô sân. Cho nên là mình phải có một cái tâm quyết định, đó là phải dứt bỏ được cái tâm sân hận giận hờn này. Cho nên là phải thực hành những cái tứ vô lượng tâm, từ bi xả, để diệt trừ cái tâm sân hận ở trong chính lòng mình. Và phải có rất là nhiều cái cách tác ý khác nhau như thế. Thì mình tự quán rằng cái người mà mình quán ghét có thể kiếp trước là những người thân của mình, hoặc là người ta cố tình làm hại mình thì mình cũng phải tác ý là do đấy là kết quả của nghiệp, là do trước kia có thể mình đã từng làm hại người khác, đã từng gây oan trái với người ta nên bây giờ người ta làm hại mình, nên là đôi khi mình cũng phải kham nhẫn trả lại cái quả báo mà do trước kia mình đã gieo đi. Rồi có cái sự tác ý như thế để xóa bỏ cái sân hận thì mới đắc được cái định, mới đắc được thiền của tâm từ, hoặc là tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Có những cái người mình thực hành thiền, ví dụ như là thực hành thiền hơi thở thôi, nhưng mà cái tâm sân ý, nó vẫn cứ len lỏi vào và nó làm cho cái tâm nó rất là tán loạn mà không sao mà đắc được định, nó cũng không thể nào đắc được thiền. Vì vậy cho nên là cũng cần phải có cái tác ý để mà loại bỏ cái tâm sân. Mình thường xuyên phải có tác ý về từ bi hỷ xả như thế để giảm bớt cái tâm sân đi. Sau đó mình sẽ thực hành thiền thì mới đắc định được. Cho nên là có người thì đắc thiền rồi sau đó thực hành thiền tâm từ thì cái đấy rất là dễ, nhưng mà có người mình chưa sơ cơ mới thực hành thì cũng có thể thực hành thiền tâm từ kết hợp với thiền hơi thở. Ví dụ như trước khi vào ngồi thiền hơi thở, mình sẽ ngồi thiền tâm từ khoảng 30 phút hay 1 tiếng, giải tâm từ hoặc tâm bi hoặc tâm hỷ đến bất cứ ai cũng được, để cho cái tâm mình nó tĩnh lặng xuống, nó bớt cái vọng tưởng về cái sân hận đi. Sau đó rồi lúc đấy mình chú tâm vào hơi thở thì lúc cái thời thiền đấy mình sẽ có cái chất lượng cao hơn, có cái kết quả cao hơn. Đấy mà ngay cả với những người sơ cơ mới tập thiền vẫn có thể kết hợp cái thiền tâm từ với lại thiền hơi thở cũng được. Và cái thiền tâm từ này cả những cái lúc mình đi đứng nằm ngồi mình vẫn có thể giải được tâm từ nha, hoặc là trong cái lúc mình làm việc ấy. Như mình sống ở những cái nơi nào có nhiều cộng đồng, hay là có nhiều mình sống với những cái người mà người ta có những cái tâm sân hận lớn, có cái ác ý, hay là sống ở đâu có nhiều ác nhân, ác thú, ác quỷ thần, mình cảm thấy cái tâm nó bất an, thì cái người đấy càng phải thực hành cái tứ vô lượng tâm này nhiều thì mình sẽ được an ổn. Như thời Đức Phật có những vị tỳ kheo đi vào trong rừng thực hành thiền, thì các vị ấy thực hành thiền chỉ quán, nhưng mà khi đang thực hành thiền các cái phi nhân quỷ thần ở trong đấy người ta hiện ra những hình thù ghê sợ, người ta hiện ra những cái mùi hôi thối bất tịnh để đuổi các cái vị đấy đi ra khỏi cái khu rừng đấy. Và các vị đấy cảm thấy bất an và đi về trình với Đức Phật là không tu được ở khu rừng đấy. Thì Đức Phật dạy là hãy cứ tiếp tục quay trở lại khu rừng đấy và phải rải tâm từ. Rồi Đức Phật dạy cái bài kinh lòng từ, kinh Metta, kinh lòng từ, rải tâm từ đến tất cả chúng sinh ấy. Rồi là các vị đấy quay trở lại tụng cái bài kinh lòng từ và rải tâm từ. Thì các cái phi nhân, các cái vị phi nhân trước kia người ta có ác ý
thì bây giờ người ta lại có thiện ý, người ta hộ trì cho các vị đó, và các vị đó từ đấy mà đi tu tập ở đấy rất an ổn và đều chứng quả A-la-hán. Và khi đấy thì các phi nhân ở đấy, các là những vị chư thiên ở trên mặt đất, người ta sống ở đấy, người ta lại như người ta rất ái kính đối với những cái người mà có cái lòng từ đấy. Cho nên là Đức Phật mới dạy là cái người mà thực hành tâm từ bi hỷ xả đấy thì sẽ được một trong sẽ được 11 những cái lợi ích, đó là ngủ trong an lạc, thức trong an lạc. Thì đó khi đi ngủ cũng rất là an lạc, khi thức cũng vị đó cũng sống trong an lạc, không có sân hận giận hờn oan trái với ai. Rồi là vị đó khi ngủ thì không có ác mộng. Nếu như mà mình ngủ mình hay có ác mộng là do mình có tâm sân nhiều. Cái người nào mà không có ác mộng đấy là do mình có tâm từ nhiều, được mọi người ái kính và được chư thiên ái kính. Tuy nhiên là cái người mà có lòng từ, mình có cái thiện ý với người khác, người khác có thiện ý với mình, cả những người xung quanh sẽ yêu quý mình, và cả các vị chư thiên những sống ở xung quanh mình, sống ở gần nhà mình, người ta cũng ái kính, người ta quý mình, người ta hộ và được chư thiên hộ trì, tức là các chư thiên sẽ hộ trì cho những người có cái tâm từ đấy. Vì có những người mà có cái tâm sân, mình sống ở đâu mình hay bị bất an, có thể là do người khác người ta gây sự với mình, hoặc là chư thiên người ta gây sự với mình, người ta cũng làm cho mình rất là khổ. Có thì người ta sẽ đuổi mình đi khỏi cái khu vực đấy nếu người ta không ưa. Vậy nên là sống ở đâu có tâm từ thì rất là an ổn, người ái kính chư thiên ái kính. Và người có tâm từ mạnh mẽ thì có thể là nửa chất độc và khí giới không làm hại được. Có những cái người mà có tâm từ mạnh thì có những người ác khác người ta không làm hại được mình. Ví dụ như là người có tâm từ, mình giải tâm từ con rắn độc, mình đạp lên con rắn thì nó không cắn mình. Và đôi khi có cái người có tâm từ mạnh ấy, thì ngay cả nửa hay khí giới không làm hại được cái người đấy. Thế có những cái trường hợp như là thời Đức Phật có một cái cô cư sĩ, cô này cô ấy đã chứng được sơ quả rồi. Thì trong 7 ngày thì cô ấy xin phép cái người chồng là được cúng dường lên Đức Phật và chúng tăng. Rồi cô ấy thuê một cái cô kỹ nữ các làm bạn với chồng trong 7 ngày đấy. Thì cái cô kỹ nữ kia về sau lại khởi lên cái tâm oán ghét với cái cô này. Cô này cô ở dưới nhà bếp, cô ấy đang nấu bếp thì cái cô kỹ nữ ấy lấy một cái ca dầu sôi dội lên đầu cái cô chủ đấy. Cái cô chủ này cô thấy cái cô kia đang cầm một cái ca dầu sôi đi tiến lại phía mình, thì cô ấy lại tâm từ đến cái cô này. Thì khi mà cái dầu ấy dội lên trên đầu thì nó trượt đi như là nước, khi nước nó trượt khỏi lá sen, vị đấy hoàn toàn là an nhiên tự tại, tức là cái tâm từ nó sẽ bảo vệ được cho chính cái vị đấy thoát khỏi một cái nguy hiểm mà rất rất là thiết thực. Đó là có cái tâm từ nó sẽ bảo vệ được như thế. Hay cũng thời Đức Phật lại có một cái bà hoàng hậu, mà khi bà này bà bị vu oan, tức là làm cho cái ông vua ông ấy phải thì muốn xử tử, tức là ông vua ông đích thân ông cầm một cái cây cung dương cung lên định bắn. Thì lúc này bà hoàng hậu bà rải tâm từ đến ông vua, thì là ông vua này bùn rùn hết chân tay ra và không thể nào mà bỏ cái dây cung ra được. Thì đấy cũng là cái tâm từ sẽ bảo vệ cái người đấy trước một cái sự nguy hiểm mà nó có thể liên quan đến tính mạng. Thì cái tâm từ mà cái người nào mà có cái từ tâm ba la mật nó rất là mạnh mẽ thì nó sẽ bảo vệ người đó. Cái người khác người ta khởi lên cái ác ý với một người có tâm từ mạnh mẽ thì họ tự động cái tâm của cái người đấy cảm thấy bị mệt mỏi, bị mất hết sức lực. Nếu như bây giờ mình khởi lên cái ác ý với một cái người người ta có từ tâm lớn đối với mình thì tự nhiên là cái từ tâm nó mạnh mẽ, đó là một cái tâm nó quảng đại vô lượng vô biên, thì nó sẽ phải mạnh hơn là một cái tâm nhỏ nhen ích kỷ, một cái tâm bất thiện là một cái tâm rất là nhỏ nhen thì không chiến thắng được cái tâm từ bao la vô lượng. Thì cái người có ác ý thì tự nhiên cảm thấy nó đuối sức, nó mất hết sức lực, bùn rùn chân tay mà không có thực hiện được cái ý đồ ác ý với cái người có cái từ bi hỷ xả mạnh. Vậy đấy là cái tâm từ nó có thể bảo vệ cho cái người đấy tránh khỏi những cái nguy hiểm ngay ở trong hiện tại. Cái người có tâm từ thì sẽ có cái nét mặt đó là khả ái và trong sáng. Ví dụ cái người mà có cái tâm sân
hôm nào mà mình bực bội sân hận thì lúc đấy, cái hôm đấy thì cái mặt nó sần sì, mà nó đen sạm lại, do cái tâm nó sinh ra cái sắc, cái tâm cao thượng nó sinh ra các cao sắc cao thượng, cái tâm xấu thì nó sinh ra cái sắc xấu, tâm đẹp nó sinh ra sắc đẹp. Mà trong những cái tâm đẹp nhất đó là tâm bốn môn hướng tâm ấy. Cho nên là cái người nào mà có cái thực hành cái pháp từ bi hỷ xả này thì hiện tại người đấy cũng sẽ rất là đẹp, dù người đó đang xấu nhưng mà thực hành tâm tứ vô lượng tâm một thời gian sau nó sẽ đẹp lên đấy, và đấy nó và sẽ gieo một cái nhân đó là đời sau sinh ra rất là đẹp. Những cái người nào mà đời này mà có một cái sắc rất là đẹp khả ái thì đó là do đời trước cái người đó thực hành cái pháp tứ vô lượng tâm từ bi giả này nhiều, cho nên là mới có được cái sắc rất là đẹp như thế. Vậy đấy là cái tâm từ nó có cái lợi ích như thế, làm cho cái người đấy có cái khuôn mặt rất là sáng sủa, tươi tỉnh, không có sầu muộn, rất là khinh an nhẹ nhàng. Và khi mà cái người mà có cái thực hành tứ vô lượng tâm từ bi xả thì khi mình tu tập các cái pháp thiền khác nó rất là nhanh đắc thiền, rất là dễ đắc thiền, mình mới chế ngự được cái triền cái về sân hận. Mà cái sân hận là cái triền cái mà nó làm cho tâm bị loạn động cao nhất trong tất cả những triền cái. Cái người nào mà khó hành thiền nhất đó là người đó có cái tâm sân mạnh. Và cái người nào mà bớt được cái tâm sân thì nhanh đắc thiền nhất. Đấy, cho nên là cái nó có lợi ích, đó là người đó nhanh đắc thiền, dễ dàng đắc thiền. Cái người có tâm từ thì khi mạng chung đến cái thời điểm hấp hối thì tâm rất là tự tại và không tán loạn. Khi mạng chung thì tâm không tán loạn, thời điểm hấp hối tâm rất là ra đi trong cái sự an nhàn tự tại. Nếu như cái người thực hành cái thiền tâm từ bi hỷ xả đấy mà chưa phải là bậc A-la-hán, tức là nếu chưa chứng được Niết Bàn ở trong đời này, thì cái người đấy sẽ sinh về cõi Phạm Thiên nếu như người đó đắc được các tầng thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì sinh về Phạm Thiên. Hoặc là người đó có hành thiền tâm từ bi hỷ xả nhưng mà chưa đắc thiền thì cũng sẽ sinh về các cái cõi thiên giới, hoặc là sinh trở lại làm người, là một cái người rất là cao quý ở trong một cái dòng dõi rất là cao thượng. Đấy là cái lợi ích của cái việc thực hành cái pháp tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả như vậy. Thì có cái lợi ích cả ở trong, tức là cái pháp thiền tâm từ ấy, thì nó có cái lợi ích cả ở trong hiện tại và tương lai. Đó là một cái pháp thực hành thiền định, là một trong những cái đề mục thực hành về về pháp thiền định, là thực hành thiền tâm từ. Và đó cũng là một cái pháp mà nó sẽ bảo vệ cho mình, là một cái pháp bảo hộ, bảo vệ cho mình được an ổn. Thế thì cái người mà mình không biết tu tập, hay là cái người ta ở thế gian người ta cứ hay đi cầu xin, người ta bất an lo lắng cái chuyện gì mà hay đi cầu xin lễ bái để cho mình được bình an ấy. Hay là cầu cho được quốc thái dân an ấy, cầu cho được thế giới hòa bình chúng sinh an lạc, thì cầu xuông nó không có thành tựu được. Nhưng mà nếu như mà thực hành thiền tâm từ thì mình, ai thực hành thiền tâm từ thì người đó sẽ được bình an, sẽ được an ổn, và tất cả mọi người xung quanh mình cũng sẽ được an ổn nếu như mà trong đó có một người thực hành thiền tâm từ. Ví dụ như là hồi xưa có một cái vị tỳ kheo sống ở một cái tịnh xá, vị đó trú ở trong tâm từ rất là nhiều. Vừa rồi khi vị đó chuẩn bị rời đi nơi khác thì các cái vị chư thiên hiện ra và than khóc. Thì vị tỳ kheo đó hỏi tại sao con lại khóc, thì vị chư thiên đó mới nói là bởi vì khi mà ngài ở đây thì các cái chư thiên khác người ta sống hòa hợp với nhau, người ta thương yêu nhau, người ta nói những cái lời có văn hóa lễ độ và kính trọng nhau. Nhưng nếu như ngài đi khỏi đây thì họ lại sống với nhau bằng cái tâm bất thiện, họ mắng chửi nhau, họ sinh sự với nhau, họ cãi cọ đánh chửi nhau, và cuộc sống nó rất là phiền não và bất hòa. Còn nếu mà ngài cứ ở đây thì người ta lại sống với nhau bằng cái lòng từ ái. Thì đó là do một cái tâm từ ái của một cái người mà nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh như vậy. Như vậy trong nhà mình có một cái người hiền hòa, từ ái thì là mình sẽ cảm thấy nó rất là ấm áp, và mình cảm thấy nó rất là an vui và hạnh phúc. Cũng vậy, cái tâm từ mạnh nó có thể lan tỏa đến rất là nhiều người ở xung quanh, và nhiều người ở xung quanh cũng được an vui hạnh phúc. Thì vậy nên là nếu mà có nhiều người thực hành cái pháp tâm từ này thì sẽ làm cho thế giới được hòa bình chúng sinh an lạc.
Cho nên mọi người phải cố gắng thực hành thiền tâm từ, sau đó thì phải hướng dẫn cho mọi người khác cùng thực hành thiền tâm từ, khuyến khích khích lệ cho mọi người cùng sống ở trong cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, để cho cái cuộc sống nó được an vui và bớt đi những cái khổ đau. Đấy, đây là hết cái bài pháp về thiền tứ vô lượng tâm. Sanu 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 thay lành thay lành thay. Kính thưa các đại chúng ạ, bây giờ có ai có câu hỏi ạ, có thể đặt câu hỏi tới giảng sư ạ. Con xin đọc câu hỏi đây. Giảng sư có nghe rõ không ạ? Có Dạ vâng ạ. Bạch sư ạ, có câu hỏi của đạo hữu Nhạc ạ. Dạ con bạch sư, tâm sở biệt cảnh hỷ khác thế nào với tâm sở tịnh hảo tùy hỷ ạ? cái tâm 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 sở biệt cảnh hỷ thì đó là cái tâm mà nó là của cái tâm thọ hỷ, cái tâm hỷ là cái tâm 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 sở của cái tâm thọ hỷ, và một cái tâm tịnh hảo tùy hỷ tức là cái tâm hỷ thì là cái tâm hỷ này nó cũng là một cái trạng thái thì nó giống nhau, nó là một cái trạng thái vui thích ấy thì nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau về cái đối tượng. Ví dụ cái tâm hỷ kia thì nó sinh lên với cái tâm tâm sở thọ hỷ thì nó sinh lên với tất cả những cái đối tượng nào mà nó ưa thích, ví dụ như tâm tham nó cũng có cái hỷ đấy, tâm ngã mạn nó cũng có hỷ đấy, và cái tâm thiện nó cũng có cái hỷ đấy, rồi dục giới sắc giới nó đều có hỷ, nhưng mà cái tâm hỷ vô lượng tâm ấy thì nó chỉ khác một cái là nó hoan hỷ với những cái thành công của người khác, tức là nó vui thích với thành công của người khác, cái trạng thái vui thích thì nó khác nhau nhưng mà cái ý nghĩa và cái đối tượng thì nó khác nhau một chút xíu như thế thôi. Dạ, bạch sư, con đang đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con bạch sư, sư có thể giúp con hiểu tầm quan về tâm sở thắng giải được không ạ? Vai trò của tâm sở thắng giải này trong việc đắc thiền là gì ạ? Tâm thắng giải ở đây là hay là nó khác, đó là nó là một cái tâm mà nó có cái sự quyết đoán quyết định, và nó là một cái tâm mà nó đối lập lại với cái tâm hoài nghi, tức là nếu như mà mình còn hoài nghi thì nó không có thắng giải, mà có thắng giải thì không có hoài nghi. Khi mình tin tưởng tuyệt đối vào một cái điều gì đó rồi thì nó có cái thắng giải, nó có cái quyết quyết đoán ở đó. Đấy là thắng giải nó như vậy nhá. Còn nếu như mình còn hoài nghi thì nó sẽ do dự rụt rè, cái hoài nghi là cái tâm nó rất là yếu ớt, nó không làm cái việc gì thành tựu được. Còn nó có cái tâm thắng giải là nó có quyết đoán quyết định thì nó sẽ thành tựu được cái việc ví dụ như hành thiền cũng thế, mình còn hoài nghi thì cái tâm nó bị dao động và nó không có an trú được. Còn khi mà mình có cái tâm thắng giải, đó là mình có cái tâm quyết định thì nó không còn cái do dự rụt rè nữa, cho nên nó có cái sức mạnh lớn. Đấy là cái tâm thắng giải là nó vậy không? Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con bạch sư, đôi khi con hành thiền tâm từ, lúc đầu con cảm thấy việc duy trì hình dung, hình ảnh đối tượng trong tâm hơi khó khăn. Nếu con chỉ hướng tâm đến đối tượng và duy trì tâm từ thì có được không ạ? Đạo hữu chí tịch ạ. Không được nhá, hành thiền tâm từ nó phải có hình ảnh, có hình ảnh cùng với lại cái tâm từ đấy luôn luôn phải đi kèm với nhau. Lúc nào là mà cái hình ảnh đấy mất đi thì mình phải cố gắng gợi nhớ lại, mình phải lại phải cố gắng tưởng nhớ ra và để giữ cái hình ảnh đó một cách nhẹ nhàng tự nhiên nhé, đừng chăm chú quá, đừng căng thẳng quá, vừa phải thì cái hình ảnh đó nó sẽ giữ được lâu. Còn mình cũng đừng phải quá rõ, nó chỉ vừa vừa thôi, luôn là nó có hình ảnh đó, mình tập trung vào một cái điểm nhỏ thì là mình sẽ giữ được lâu hơn và nó rõ hơn. Còn nếu mà mình hình dung ra cả cái hình dáng một cái con người ấy, thì nó sẽ mờ hơn, mình tập trung một điểm nhỏ trên khuôn mặt ấy, thì mình sẽ giữ được lâu hơn và bắt buộc phải giữ cái hình ảnh đấy cộng với cái câu rải tâm từ đấy thì mới phát triển được tâm từ Bạch sư, con ha. đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Bạch sư, sư có thể nói lại cho con thực hành tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tóm lược ạ. Tâm tâm bi thì cũng giống như tâm từ, đó là đầu tiên mình hướng đến một đối tượng, và nhưng cái đối tượng đó phải là cái mình phải thấy được cái đau khổ của cái đối tượng đấy, của một cái người đấy,
Nhìn về thấy cái người này đang đau khổ về một cái chuyện gì đó, rồi mình hướng vào cái nỗi đau khổ đấy, mình tác ý là mong cho người này thoát khổ đau, rồi cái tình thương nó khởi lên, thì đấy là tâm bi. Còn tâm hỷ thì là khi mình nhìn vào cái thành công của một người khác, mình hoan hỷ với thành công của người đó, thì cái tâm hoan hỷ nó khởi lên, cái tâm tùy hỷ nó khởi lên, thì đó là tâm hỷ. Nhưng và cái cách thức thực hành cũng giống như với tâm từ, đó là đầu tiên mình hành với một người đấy, sau đó mở rộng ra tất cả người kính, người thường, người ghét, phá bỏ ranh giới đi, rồi là mở rộng ra khắp vũ trụ vô biên. Dạ, con đọc cái câu hỏi Yeah. tiếp theo. Dạ, thưa sư, nếu trước khi hành thiền hơi thở ta thành thiền tâm từ và mở rộng ánh sáng ra, rồi mới thu lại nơi đầu mũi để vào định dễ làm hơn có được không ạ? À, không không nên nhé, nếu mà còn đang hành thiền tâm thì tâm thiền hơi thở ấy, nếu như mà có ánh sáng rồi thì nếu như thì mình giải tâm từ thì giải một chút thôi, thì mình cũng phải mở rộng ánh sáng đó đến một đối tượng nào đấy, giải tâm từ một chút xíu, vì lúc đấy mà mình chưa đắc thiền thì mình nên tập trung vào cái tự tướng nhiều để cho nó đắc thiền đi. Sau này mình đã đắc thiền rồi thì mình mở rộng cái ánh sáng đó ra khắp vũ trụ vô biên được, mình đại tâm từ từ gần đến xa, rồi sau đó mình chú vào một cái pháp thiền khác cũng được, nó còn tùy theo cái mức định của người đấy nhá. Còn nếu như cái người đấy mà đang có tự tướng, có ánh sáng nhưng mà chưa đắc thầm thiền ấy, thì mình cũng đừng có mở rộng nhiều và đừng đừng có tập trung vào các đề mục khác nhiều, mình nên tập trung vào cái đề mục hơi thở đấy nhiều cho nó đắc thiền hẳn đi nhá. Khi nó đắc thiền hẳn rồi thì lúc đấy hành thiền tâm từ sau, lúc đấy hành thiền tâm từ nó sẽ được trọn vẹn hơn, tức là mình sẽ đắc các tầng thiền, thì cái từ bi hỷ xả của mình nó sẽ phát triển đến một cái mức tối cao nhất. Còn lúc đầu mình chỉ giải chung chung thì nó chỉ là tâm thiền dục giới, thì nó chỉ có một cái tác dụng là nó chế ngự cái tâm sân ở cái mức độ yếu thôi. Còn nếu mà đắc được thiền tâm từ bi hỷ xả thì nó chế ngự tâm sân rất là cao, và nó chế ngự hoàn toàn cái tâm sân trong một thời gian dài. Dạ, bạch sư, con đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa sư, cho con hỏi, khi hành thiền tâm hay phóng dật dù có đếm số, vậy có cách nào đối trị được tâm này không ạ? Con kính tri ân đạo hữu Cầm Châu. Tâm phóng dật là cái tâm mà nó hay lăng xăng tán loạn đấy. Thì lúc đấy mình phải biết là nó tán loạn về cái gì. Ví dụ như là nó mà hướng đến cái sân hận nhiều ấy, thì mình đại tâm từ này là nó bớt cái sân hận đi, nó bớt cái lăng xăng đi. Nhưng mà có những người lăng xăng mà nó lại hướng đến cái cảnh dục, nó hướng đến những cái tham dục nhiều thì lại rải về pháp bất tịnh thì nó mới có lợi ích. Hay là có những người nó năng sang những cái chuyện mà nó cũng chẳng phải là sân hay là tham gì cả, mà nó năng sang những chuyện không đâu, thì có thể là mình sẽ hướng đến cái niệm về sự chết để cho tâm nó kinh cảm. Có thể là do mình chưa có cái gấp rút, có cái tâm mà nó kinh cảm với sự chết thì nó sẽ mong được ấy hơn, nó sẽ mong chứng giải thoát nó mạnh lên, thì cái hành thiền nó sẽ có tác dụng nhiều hơn. Nó có nhiều cái cách như vậy để tác ý để mình loại bỏ những cái vọng tưởng này đi, thì đến lúc ngồi nó bớt sóng giật này. Bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của đạo hữu Vân Mai. Con xin đảnh lễ giảng sư, cho con hỏi, hôm nào con hành thiền tụng kinh nhiều thì con ngủ thấy tâm mình tách khỏi thân, nó nhìn thấy thân vẫn đang ngủ nhưng khi nó bay đi nơi khác, sau đó nó thấy nhiều cảnh đẹp hoặc thấy nhiều những người khác cũng biết bay như con, thì trường hợp này giải thích như thế nào ạ? Ra cái đấy nó là cái tưởng của mình thôi nhá. Mình nằm ở đấy, cái lúc mình ngủ ấy thì là cái ý thức của mình hay là cái ý môn của mình nó ở dưới cái vùng trái tim. Và lúc đấy nó sinh khởi thì cái tâm của mình lúc đấy nó có thể mở rộng ra được từ gần đến xa, mà mở rộng ra khắp vô biên được, nó đi được đến khắp mọi nơi. Nhưng mà cái đấy nó còn là cái tưởng của mình thôi. Mình thấy lại mình đang nằm đấy hay là mình thấy các cõi khác khác nhau, nó cũng là cái tưởng của mình thôi nhé, nó chỉ là cái tưởng, và mình luôn luôn biết rằng đó chỉ là tưởng, giả tưởng không thật, và không chấp trước vào đó, không được khởi lên cái tà kiến nói rằng là ta có cái khả năng tách tách tâm ra khỏi thân là một tà kiến và phải bỏ ngay cái tà kiến đấy đi ha. Và mình chỉ biết rằng đây là cái tâm phóng dật năng chăng vọng tưởng, và nó là cái sự tự nhiên thôi, mình đừng chấp vào nó thì không sao. Lúc đấy mình cố gắng giữ chánh niệm, đó là nhận biết hơi thở vào ra cửa mũi, và không có quan tâm đến cái vọng tưởng đó, rồi dần dần nó sẽ bớt đi.
Dạ, bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp Ừ. theo. Dạ, con bạch sư, con không tìm thấy được đối tượng phù hợp vì con có thể giải tâm từ đến tất cả chúng sinh, có thể đắc được sát na định với sự hiện diện của ánh sáng của định không ạ? Thì có một cái người kính, người thường hoặc người ghét, ba cái đối tượng đấy là mình mở ra, sau đó mình phá bỏ ranh giới đi rồi đại đến tất cả chúng sinh. Đấy là một cái người hành thiền mà có bài bản, có tuần tự. Với một người đã đắc thiền rồi thì bắt buộc phải đi theo cái tuần tự đó để hành cho nó đúng. Còn với người sơ cơ, mình giải tâm từ một cách chung chung thôi, thì giải đến một cái đám đông, đến tất cả chúng sinh chung chung cũng được á. Hướng vào một cái đám đông chung chung, một đám người mình nhờ đại tâm từ, mà nếu thực hành tốt mình cũng có thể đắc thiền được, vẫn đắc định được, vẫn có thể có được định, còn làm thế cũng được nha. Dạ bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ con bạch sư, con có một người bạn rất tốt đối với mọi người, nhưng khi bạn ấy giúp đỡ mọi người lại thường gây ra nhiều rắc rối cho người khác vì bạn đó giúp theo ý mình mà không suy xét về mình ở người khác. Con bạch sư, đây có phải trường hợp tâm từ nhưng thiếu sự suy xét trí tuệ không ạ? Đúng rồi. Ôi sao mất mất rồi. Sao bị mất? Dạ. À, có nghe được không? Anh Dạ nghe được vâng không? ạ, vẫn nghe được ạ. Thì khi mà một cái, tức là cái người đấy thì cũng có muốn giúp người khác thì đó cũng là tâm từ, nhưng mà nó lại đi kèm với lại cái tâm tham ái ngã mạn nhiều quá đấy. Cái tâm mà cứ muốn người khác phải làm theo ý mình thì cái người đấy, cái những cái tâm bất thiện khác nó cũng mạnh, cái tâm sân nó cũng mạnh, thì tâm ích kỷ nó cũng mạnh, cho nên là nó hay xen tạp vào đấy. Cho nên là khi mà giúp người khác nó cứ bắt người khác phải theo ý mình ấy, thì đó là cái nó có tâm từ nhưng nó rất là yếu. Cái tâm từ đấy nó khởi lên một chút, sau đó nó lại bị những cái tâm tham ái ngã mạn và nó chi phối vào. À, ví dụ mình làm được một chút việc thiện thì sau đó mình tham ái với cái việc thiện đấy, ngã mạn với việc thiện đấy. À, thì cái lúc mà nó khởi lên tâm từ thì nó đi giúp người, nhưng mà sau đó thì nó lại bắt người khác phải làm theo ý mình. Thì đấy là cái tâm bất thiện của người đó nó còn mạnh như vậy. Cái người đấy mà thực hành thiền tâm từ cho nó mạnh lên thì những cái tâm kia bất thiện kia nó sẽ hết đi. Cái người đấy là cần phải hành thiền tâm từ, đi hỷ xả nhiều nữa. Dạ, bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Đạo hữu Ban Mai, con thưa sư, thi thoảng con qua bệnh viện hoặc nghĩa trang, con giải tâm từ thì về tối hay ngủ mê, thấy nhiều cảnh chết chóc hoặc thấy nhiều chúng sinh lạ, thì điều này nên lý giải ra sao ạ? Tại vì cái tâm đấy nó cũng là cái tâm mà nó cũng không phải là tâm từ bi gì ấy. Có thể đó khi mình giải tâm, mình thấy những cái túng sinh đáng thương ấy, thì mình lại khởi lên cái tâm mà nó là một cái tình thương, nó không phải là tâm bi mà nó là sầu bi. Nên nó không phải là tâm từ mà nó là tâm tham ái. Và khi mình giải tâm bi thì nó lại thành ra cái sầu bi ưu não. Cho nên cái tâm đấy nó là bất thiện, nó làm dao động và bất an. Do mình hành nó không đúng ấy. Cái người đấy hành nó không đúng tâm từ, nó không đúng tâm bi, cho nên là nó mới thế nhá. Vì tâm từ nó rất rộng ấy, tham ái là vậy, mình không giải tâm từ mình đang giải tham ái, mình không giải tâm bi mà mình đang giải sầu bi, cho nên là cái tâm nó bất an nhá. Còn nếu mà hành đúng tâm từ thì ngủ trong an lạc, thức trong an lạc mà không có ác mộng. Thì phải thực hành lại đi nhá, hành lại cái tâm từ bi đi. Thì đầu tiên là giải tâm từ đến người kính, người cho nó thuần thục, giải đến người thường, giải đến người ghét. Như vậy thì nó mới đúng bài bản hơn ha. Dạ bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ Ừ. bạch sư, trước khi hành thiền tâm từ, con suy xét về những sự giúp đỡ mà người bạn đã giúp đỡ con để khởi lên tâm từ trước khi hành thiền thì có được không ạ? Người bạn đã giúp mình nhá. Dạ, con xin đọc lại. Ừ. Trước khi hành thiền tâm từ, con suy xét về những sự giúp đỡ mà người bạn đã giúp đỡ con để khởi lên tâm từ trước khi hành thiền thì có được không ạ? Có được, mình có thể là tác ý đến cái điểm tốt của mọi người, nhưng tác ý ít thôi, không được chìm đắm phân tích và suy xét quá nhiều những khía cạnh không cần thiết,
và lúc đấy mình chỉ hướng tâm đến hình ảnh của người đó, rồi tác ý là cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc và cầu mong cho người này thoát khỏi hiểm nguy. Thì lúc đấy mình chỉ tác ý đến cái sự đến cái an vui hạnh phúc của người đó thôi. Cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc thì chỉ tác ý đến cái sự an vui hạnh phúc của người đó, chứ không nên suy xét quá nhiều về những cái việc mà người đó đã làm được cho mình. Thì có suy xét nhưng một chút xíu thì được, không được suy xét quá nhiều ha. Dạ, bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Ừ. Dạ, bạch sư, một hành giả có thể phát triển thiền minh sát lựa trên tam thiền tâm từ được không ạ? Được. À, một cái hành giả mà có thể nhập vào sơ nhị tam thiền tâm từ, sau đó thì mình đã đắc được cái thiền an chỉ định rồi thì mình lấy đó là nền tảng phát triển thiền quán vẫn được ha. Thì lúc đấy mình quán phân biệt danh sắc chân đế vẫn được, điều đó là có thể làm được. Dạ, bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, bạch sư, ánh sáng của tâm thiền của tam thiền tâm từ có thể dùng để chuyển thành thiền kasina trắng được không? Muốn hành mình khi hành thiền kasina mình không lấy cái ánh sáng của cái tự tướng bất cứ tầng thiền nào cả, mà lúc đấy mình mà có tam thiền tâm từ rồi thì mình hãy hướng đến đến cái bộ xương ở bên trong mình hoặc là bên ngoài của người khác ấy. Mình hướng vào cái màu trắng, mình có thể hướng vào một cái hàm răng của cái người nào đấy nó rất là trắng, mà lấy cái màu trắng của cái răng hoặc của xương của một cái người khác ấy, hoặc là cái màu trắng của cái mái tóc bạc của người khác làm đối tượng thì được, chứ không 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 có hướng vào cái tự tướng đó để lấy cái màu trắng ở trong tự tướng, mà hướng vào cái màu trắng vào một cái vật chất cụ thể nào đó ở bên trong hoặc bên ngoài, ở bên trong mình hoặc là bên cơ thể của người khác hoặc là vật chất khác thì được. Vậy hả? Dạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Ừ. Dạ, con bạch sư, có đôi lần con hành thiền tâm từ mà hỉ mạnh đến nỗi nước mắt chảy ra, nhưng có lúc hỉ lại nhẹ nhàng an tĩnh bình an trong tâm, thì con nên hướng tâm đến loại hỉ nào ạ? Khi tải tâm từ mình cứ rải, còn cái hỉ nó khởi lên mặc kệ nó, đừng để ý đến nó. Mình không được hướng tâm vào cái hỉ đấy, mà mình phải hướng tâm đến cái người mà mình đang đang tải tâm từ đấy. Còn hỉ nó sinh lên một cách tự nhiên, không quan tâm đến nó nhé. Cũng có lúc mình cảm thấy nó an lạc, cái tâm từ nó rất an lạc, đôi khi nó làm cho mình cảm thấy như chảy nước mắt ra, đấy là cái nó thấm nhuần cái sự hỉ lạc đấy. Thì cái đấy là tốt, nhưng không được phân tích nó, không được chú tâm vào nó, mà vẫn phải hướng tâm đến cái đối tượng mà mình đang đại tâm từ ấy, duy trì tâm ở trên đấy liên tục, không chuyển tâm sang bất cứ một cái trạng thái nào khác. Để như vậy ha. Dạ, bạch sư, còn hai câu hỏi nữa. Bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Đạo hữu Thịnh Hiếu, con xin kính lễ sư, xin sư cho con hỏi thiền giải tâm bi hỷ giải cho ba đối tượng là cùng giới hay khác giới cũng được ạ? Đầu tiên thì giải cho những người cùng giới, lúc mới tập thì phải giải cho người cùng giới, người sơ cơ là phải giải cho người cùng giới. Khi nào đắc được thiền tâm từ bi hỷ rồi ấy, mà mình mở rộng ra bên ngoài thì mình sẽ rải đến cả người cùng giới và khác giới đều được. Cái lúc nó đắc rồi ấy, thì được, còn cái lúc mà nó chưa đắc ấy, thì mình vẫn nên rải cho người cùng giới thì dễ hơn. Mình rải cho người khác giới thì cũng được, nhưng mà đôi khi mình sẽ dễ bị cái tham ái nó xen tạp vào. Thì cái lúc đấy cái tâm bi tâm hỉ nó chưa khởi lên thật sự, thì cái tham dục tham ái nó là một chiền cái, nó xen tạp và nó làm cho cái tâm thiền của mình nó bị yếu đi. Nhưng khi đã đắc thiền rồi thì không sao nữa, lúc ấy mình hiểu rõ cái tâm bi hỉ nó như thế này rồi thì mình vẫn lại cả người cùng phái cũng được. Bạch sư, có thêm câu hỏi xin đọc ạ. Dạ, bạch sư, con có hai người con quý trọng, con có thể nhóm hai người đó lại, hình dung một lúc hai người đó đứng gần nhau và giải tâm từ cho cả hai người đó được không ạ? Cũng được, nhưng mà với người mình mới sơ cơ thì giữ được hình hai hình ảnh một lúc thì nó hơi khó. Nhờ giữ một hình thì cái nó sẽ đỡ phân tâm hơn. Nhưng mà khi mà đã hành thuần thục rồi thì mình giữ hai cũng được, 20 cũng được, 200 người cũng được, 2.000 người cũng được, mình có thể mở rộng ra. Khi đã mở rộng ra rồi thì lấy bao nhiêu người một lúc cũng được. Lúc mới đầu thì nên đại từng người một thì để cho nó dễ hơn.
Dạ, con xin câu hỏi tiếp theo. Ừ. Hữu Ban Mai, con thưa sư, làm cách nào để có thể nhìn thấy các cảnh giới một cách trực tiếp như địa ngục, ngạ quỷ, chư thiên, phạm thiên, quan thiên ạ? Vì khi mà một cái người mà có cái tâm thiền mạnh rồi thì nó có cái ánh sáng do tâm sinh, cái tâm nó sáng rực lên. Cái tâm đấy thì mình sẽ mở rộng, mình tác ý mình mở rộng ra cái ánh sáng nó từ gần đến xa. Đầu tiên là mở rộng đến những người gần mình thôi. Thì cái tâm đấy nó sẽ bắt được vào cái đối tượng là cái người đó. À, và cái hình ảnh của cái người đó từ từ hiện rõ ra ở trong tâm mình và mình sẽ đài tâm từ cho người đó. Rồi sau đó mình mở rộng ra đến xa, rồi nếu như mình muốn mở rộng đến cõi địa ngục thì mình hướng tâm vào các cây cõi địa ngục. Rồi mình lấy cái ánh sáng thì mình bắt vào những cái đối tượng là các chúng sinh trong địa ngục. Đấy, và mình giữ lấy cái hình ảnh đấy. Rồi mình đãi tâm từ trên những chúng sinh đấy thì, rồi cái hình ảnh của những chúng sinh đấy dần dần từ từ sẽ hiện rõ ra. Hoặc là mình hướng tâm lên chư thiên, mình mở cái ánh sáng lên đấy, mình bắt vào một cái vị chư thiên nào đấy. Rồi sau đó mình giữ tâm đấy, mình đãi tâm từ. Và dưới cái tâm từ của mình thì những cái hình ảnh của những chúng sinh đấy dần dần sẽ hiện ra. Đấy là cái người mà đắc định mà có cái tâm định mạnh thì mới thấy. Còn những người chưa đắc định, mình đãi tâm từ, mình chỉ tưởng tượng đến những cái người khác thôi chứ không, mình không thấy rõ như những người mà đắc thiền được. Khác nhau như vậy. Dạ, bạch sư có còn câu hỏi xin đọc. Dạ bạch sư, con bạch sư, tâm bi Karuna và tâm xúc động bi ai khác nhau như thế nào ạ? Tâm bi karuna thì là cái tâm đấy là một cái tâm tâm mà gọi là trong bốn vô lượng tâm ấy, nó có thể mở rộng đến vô lượng vô biên ấy. Hướng tâm đến ai nó cũng thấy đáng thương. Và cái khi mà khởi lên cái tâm đấy thì nó có cái tình thương, nhưng mà nó là một cái tình thương rất là cao thượng và rộng lớn. Còn cái tâm yêu thì nó là một trong những cái loại của tâm sân. Cái tâm sầu yêu nó có thể là sầu yêu mình do mình buồn phiền cái chuyện gì đó, hay mình thương một cái chuyện gì đó, thì cái tâm đấy nó có cái thọ yêu, cho nên nó khiến cho mình sầu, cái mức độ sầu ấy có cao có thấp khác nhau. Nhưng mà đó là một cái tâm mà nó giống như là nó có cái sự tham ái, nó thương mình, tham ái và nó sinh ra sầu yêu. Mà ví dụ như là một cái người nào đấy mà thân thương mà mình phải xa lìa rồi, mình sầu bi, mình khóc là vì mình phải xa cái người đấy. Và mình thương cho cái nỗi biệt ly giữa mình với người đó. Mình thương mình hoặc là mình thương người đó, thì cái tình thương đấy nó là do nó bị chi phối bởi tham ái và bởi sân, bởi tham và sân. Cho nên là cái tâm sầu bi đấy nó là tâm sân, cái tâm mà sầu bi đấy, thì chứ nó không phải là cái tâm bi mẫn. Cái tâm bi mẫn thì nó là một cái tình thương cao thượng, còn tâm sầu yêu thì nó là một cái tâm nó thấp kém. Nó khác nhau, nó rất giống nhau nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn. Dạ, bạch sư, Ừ. có hai câu hỏi, Ừ. còn thời gian, con xin đọc tiếp. Ừ. Bạch sư, con bạch sư, khi con hành thiền tâm từ mà hình dung hình ảnh người mà mình muốn giải tâm từ, mà mình tác ý cái câu mà mình muốn giải, mình thấy được cái tâm từ nó khởi lên trên hình ảnh người mà mình muốn giải. Rồi và mình chỉ cần duy trì tâm từ trên hình ảnh người mà mình muốn giải có được không? Hay là mình phải cùng cái sự tác ý mà mình muốn cái câu mà mình muốn giải, hay chỉ cần tâm từ nó khởi lên thôi? Chắc là cái Đầu tiên là mình hướng đến cái hình ảnh của người đó và cái câu mà mình niệm ấy. Ví dụ như cầu mong cho người này thoát khỏi hiểm nguy. Rồi sau đó tâm từ nó khởi lên. Khi tâm từ nó khởi lên rồi mà nó không được hộ trì, nó mà không được giữ duy trì thì đôi khi nó lại mất đi, hoặc là do cái tâm khác nó lại xen vào, hoặc là nó yếu đi. Vì vậy cho nên khi tâm từ nó vững mạnh rồi, đôi khi mình không cần khởi lên cái câu niệm đấy nữa vẫn được. Nhưng mà vì cái tâm nó mà nơ nà một chút thì là cái tâm từ nó lại yếu đi, cho nên là thỉnh thoảng mình vẫn phải tác ý đến cái câu đấy. Là câu đấy cũng có lúc là mình có thể là ngừng lại, không cần niệm, nhưng mà không được ngừng quá lâu, thỉnh thoảng mình lại phải tác ý đến.
để cho cái chánh niệm nó được giữ gìn, cho cái tâm từ đó nó được duy trì. Cũng giống như mình chú tâm vào hơi thở ấy, mình nhận biết được hơi thở rồi thì lúc đấy mình chú tâm vào hơi thở, nhưng mà nếu như mà mình nơ nà một cái là nó lại phát sang cái đối tượng khác và hơi thở nó mất đi. Cái tâm từ cũng vậy, nếu như mình nơ nà một cái là nó mất đi, nó mất đi thì mình lại phải hướng về cái câu đấy mình niệm lại thì nó mới sinh lại. Cho nên là mình không được bỏ hoàn toàn. Đúng, có lúc mình phải nhắc nhở mình phải tác ý lại để cho cái tâm từ ấy nó được duy trì đều đặn và liên tục. Nên tốt nhất là lúc nào mình cũng cứ niệm 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 hoài trong tâm, rồi đến lúc nó đắc định rồi thì cái tâm của mình nó sẽ bắt vào cái câu ấy, nó chìm đắm ở trong cái câu đấy, ở trong cái tâm từ đấy và ở trong cái đối tượng đấy, nó cứ hiện diện với nhau như vậy là tốt nhất. Dạ, bạch sư, còn câu hỏi con xin đọc nốt ạ. Dạ, con Ừ. bạch sư thường xuyên giải tâm từ với người đã quá vãng có nên không ạ? Con xin cảm ơn sư của đạo hữu. Không, đã bảo là không được giải tâm từ đến người chết. Người đã chết rồi tuyệt đối không giải tâm từ vì đó không thật và nó không đắc thiền được, nó không đắc định được. Giải tâm từ đến người đã chết rồi là hoàn toàn vô ích. Không giải từ bi hỷ xả cả bốn cái tâm đấy nhá. Bốn tâm đấy chỉ giải đến những chúng sinh mà còn đang hiện diện thật sự ở trên cái cõi đời hoặc ở các cảnh giới khác nhau, chứ không được giải đến một người đã chết rồi. Người đã chết rồi không còn đối tượng nữa thì cái tâm nó không bắt được vào đối tượng đấy thì làm sao nó đắc định được. Không đại đến người đã chết rồi nhỉ. Dạ, bạch sư, hết câu hỏi rồi. Mọi người hồi hướng đó. Hết giờ. Em Asawa Bahamoto hôm tu Idame Punyam đi ra về Dipanasa đi về nhà xa Achajo ba cha diều Otu ô tu Ama Punya Bagam Sabasa Tadam Achemi Tất Esabe nhiên Ekamam mình Punya Bagam Dapandu. Phước lành này của con lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trần luân, Phước lành này của con phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn, Phước lành này của con phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. thần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du này thay.